Tất cả mọi người trong đại điện đều có kiến thức rộng rãi, thấy la trá tỷ bà, lập tức nhận ra, vo ve nghị luận không dứt. Đám người thạch trảm phong cũng đều nhìn qua, vẻ mặt mỗi người khác nhau. La trá tỷ bà, xem như đã trở lại, ma chủ nói lầm bẩm giơ tay vẫy một cái. La trá tỷ bà nhất thời trôi lơ lửng lên, bay trở về tay gã. Ngón tay ma chủ nhẹ nhàng vuốt ve tỷ bà, trong mắt lộ ra hồi ức. Mọi người trong điện thấy vậy, cũng không nói gì. Được, xuyên không, lần này ngươi lấy lại la trá tỷ bà, công lao quả thực không nhỏ, lòng ta rất vui, nói đi, ngươi muốn được ban thưởng cái gì. Ma chủ rất nhanh tỉnh lại, nói với Thạch Xuyên không. Thay phụ hoàng làm việc, nhi thần không dám đòi thưởng. Thạch Xuyên không cúi đầu nói, ha ha, ta luôn luôn có công tất thưởng, ngươi lập được công lao như vậy, nếu không ban thưởng, chẳng phải để cho người trong thiên hạ chê cười ta. Ma chủ cười to nói, thấy ma chủ cao hứng như vậy, tất cả mọi người trong điện đều cười theo. Mặc dù trên mặt thạch trảm phong cũng lộ ra nụ cười, nhưng trong mắt lướt qua vẻ dị sắc. Cách đó không xa, cặp mắt đẹp của ngũ công chúa thạch cảnh nghiên cũng chợt lóe, nhìn về phía thạch xuyên không, trong ánh mắt thêm mấy phần ngưng trọng. Truyền ý chỉ ta, thập tam hoàng tử tìm về trí bảo, lao khổ công cao, phong tước vị thiên thương hầu, còn về phong đất, hiện tại thiên hồng vực vô chủ, vậy ban cho ngươi đi. Ma chủ trầm ngâm một chút, nói, lời vừa nói ra, mọi người tại đây đột nhiên yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn về phía ma chủ chân mày Hàn Lập cũng động một cái. Những năm qua hắn ở ma vực cũng biết đôi chút, thiên hồng vực chính là vùng đất hết sực giàu có ở ma vực, hơn nữa mấy lối đi chủ yếu xuyên qua ma vực cũng phải đi qua thiên hồng vực, là nút thắt ách ma vực, vị trí địa lý thập phần trọng yếu. Trọng địa như vậy, lại giao cho Thạch Xuyên không quản lý, khó trách làm mọi người chung quanh kinh ngạc. Đa tạ Phụ Hoàng Long Ân, chỉ là trọng thường như vậy, nhị thần vạn vạn không chịu nổi, mời Phụ Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mặt Thạch Xuyên không lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức quỳ xuống nói. Ta ban thưởng đã bao giờ thu hồi lại, thương mẫu thiên hồng vực phát đạt, để người quản lý thật thích hợp, người kinh doanh cho tốt, chớ phụ lòng ta một phen khổ tâm. Ma chủ nhìn thạch xuyên không, nhàn nhạt nói, nhi thần, đa tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định không phụ ủy thác. Thạch xuyên không nhìn ánh mắt ma chủ, mở miệng trầm giọng đáp ứng. Lui ra đi, ma chủ vẫy tay để cho thạch xuyên không lui ra, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần còn có một chuyện muốn bẩm báo. Thạch xuyên không vội vàng mở miệng nói: Ô, người còn có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Ma chủ hơi bất ngờ hỏi: Phụ hoàng, lần này nhi thần có thể từ trong di tích chân ngôn môn tìm về La Trá Tì bà, toàn dựa vào lệ đạo hiếu tương trợ. Hơn nữa lần này trên đường trở lại giả dạ Dương Thành, chúng ta đã từng bị người tập kích vài lần, cũng chịu nhiều thua thiệt. Nhưng nhờ có lệ đạo hiếu toàn lực tương trợ mới chuyển nguy thành an. Công lao lệ đạo hiếu thực so với nhi thần còn lớn hơn, xin phụ hoàng cũng ban cho hắn một ít ân thưởng. Thạch xuyên không nói nhanh. Ồ, ma chủ rời ánh mắt, nhìn về phía Hàn lập. Hàn lập đứng lên, cúi đầu. Ánh mắt mọi người trong điện đều nhìn về phía Hàn lập. sắc mặt Hàn lập vẫn bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Lệ Phi Vũ, mặc dù ngươi không phải là người trong Thánh Vực ta, nhưng ngươi nếu vì Thánh Vực ta lập được đại công như vậy, ta tự nhiên không thể không thưởng. Nói đi, ngươi muốn thứ gì? Ma chủ gật đầu một cái, nói: Ta cùng Thạch Đạo Hiếu chính là hảo hữu trong hoạn nạn, làm những chuyện này vốn là không nên đòi thưởng, chỉ là trước mắt tại hạ có một phiền toái, quả thực bản thân không cách nào giải quyết được, liền mặt dày nhờ thánh chủ ban thưởng một lần. Hàn lập đúng mực nói, phiền toái gì, người nói nghe một chút, ma chủ bình tĩnh hỏi, khải bẩm thánh chủ, vị hào hữu của tại hạ, không biết có gì thần hồn bị thương nặng, nàng chính là thân thể hình thú, trước mắt tinh khí toàn thân đang không ngừng tán loạn, thủ đoạn bình thường căn bản không có tác dụng, xin thánh chủ chấp thuận để đại tế ti đại nhân tế tự điện, kiểm tra một chút vị bằng hữu ta. Hàn Lập lần nữa chắp tay thi lễ một cái. Ô, nguyên lai chỉ là muốn cứu một người, cái này dễ, Trảm phong, người gọi đại tế Thi đến, chữa trị cho hảo hữu của hắn đi. Ma chủ nghe chỉ là như vậy, cười lớn, sau đó nói với đại hoàng tử. Khởi bẩm phụ hoàng, 10 năm trước đại tế Thi đã bắt đầu bế quan, có thể sau này mời đại tế Thi xuất quan chữa bệnh cho hảo hữu lệ đạo hữu được không? Thạch Trảm phong chắp tay với ma chủ một cái, sau đó dùng một loại biểu tình tràn đầy áy náy nhìn về phía Hàn Lập, nói nếu như thế, chờ một chút cũng được, có điều, không biết đại tế ti đại nhân bế quan bao lâu. Hàn lập nghe vậy, cũng không bất ngờ chút nào, hỏi. Cái này cũng khó nói, dẫu sao chuyện bế quan dài hay ngắn, có lúc chỉ có mấy năm, có lúc lại trên trăm năm, bất quá lệ đạo hữu yên tâm, chỉ cần đại tế ti xuất quan, ta nhất định nói hắn tới cứu chữa hảo hữu của các hạ. Thạch Trảm Phong nói như thế, chương 837, đường đường chính chính, đại ca, hiện giờ người cai quản tế tự điện, đại tế ti đại nhân đến khi nào xuất quan, chẳng lẽ ngươi lại không biết sao? Thạch Xuyên không ngừ một tiếng, nói ra, thập tam đệ, oan uổng cho đại ca quá, mặc dù tế tự điện dưới quyền ta quản hạt, nhưng hiện giờ với địa vị tôn kính của đại tế ti đại nhân, hắn làm gì ta cũng không thể quản được, hơn nữa ta luôn tôn trọng hắn, khi nào hắn xuất quan, quả thật là ta cũng không biết được. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi thanh dương tế ti thử. Hai tay thạch trảm phong giang ra, bất đắc dĩ nói. Khi vừa nói xong, một lão giả mặc trường bào tế ti đứng lên, khuôn mặt người này gầy gò, râu tóc màu xanh lam, ẩn ẩn lấp lóe từng tia ánh sáng màu xanh, không biết có phải là do công pháp tu luyện gì đó gây nên hay không nữa. Khởi bẩm thập tam điện hạ, quả thật đại tế ti đại nhân đang bế quan, nếu không hôm nay tại hạ đã không được tham dự khánh điển của thánh hoàng đại nhân rồi. Đại tế ti đại nhân làm việc xưa nay không có bàn bạc với chúng ta, khi nào hắn xuất quan, chúng ta cũng không biết được đầu tiên thanh dương tế ti thi lễ với ma chủ một cái rồi sau đó quay người nói với thạch xuyên không thạch xuyên không nghe vậy lông mày cũng nhíu lại mặc dù trong lòng của y vẫn hoài nghi về nó nhưng đã nói như vậy rồi y cũng không thể cưỡng ép nữa nếu đại tế ti đã bế quan thì chờ sau khi hắn xuất quan rồi lại chữa trị cho hảo hiếu của lệ đạo hiếu khoảng thời gian hơn trăm năm đối với chúng ta cũng không phải là một cái chớp mắt hay sao ma chủ nghe vậy mở miệng nói ra cũng không phải tại hạ hối thúc gì mặc dù ta lấy tử dương noãn ngọc áp chế thương thế cho bằng hữu kia của ta, chỉ là hiện giờ tử dương noãn ngọc trong tay ta không còn bao nhiêu, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được hai ba mươi năm nữa thôi, thực sự là không đợi được trăm năm. Hàn lập khẽ thở dài, chắp tay về phía ma chủ nói. Lúc trước thạch phá không hứa sẽ tìm tử dương noãn ngọc trung phẩm giúp cho hắn, cho nên những năm gần đây cũng vì hắn mà tìm vài khối. Tử dương noãn ngọc, vừa lúc trong tay của ta có một ít, hơn nữa tất cả đều là trung phẩm, vậy thì ta tặng cho lệ đạo hữu đi, coi như là đáp tạ đạo hữu đã bảo hộ cho thập tam đệ ta về tới thánh vực những tử dương noãn ngọc hẳn là đủ để quý bằng hữu chống đỡ thêm trăm năm nữa thạch trảm phong nghe vậy vừa cười vừa nói nói xong y lấy ra một cái nhẫn chữ vật rồi đưa tới đuôi lông mày hàn lập khẽ động cùng với ánh mắt của thạch xuyên không nhìn thoáng qua nhau hắn liền tiếp nhận nhẫn chữ vật thần thức chui vào trong đó chợt con mắt hơi sáng lên trong nhẫn chữ vật có bảy tám khối tử dương noãn ngọc trung phẩm phẩm chất đều tốt vô cùng Thạch phá không đứng một bên thấy vậy, trong đôi mắt trong veo hiện lên một tia phiền muộn. Đa tạ đại điện hạ đã tặng quà, có những tử dương noãn ngọc này, cũng đủ để trèo chống trăm năm, chỉ là sau trăm năm tại hạ còn phải làm phiền đến đại tế thi rồi. Hàn lập thu lại thần thức, nhìn thạch trảm phong, nói ra. Lệ đạo hữu yên tâm là được, thạch trảm phong vừa cười vừa nói. Hàn lập gật đầu nhẹ, không nói thêm gì nữa. Ma chủ thấy vậy, nét mặt như giếng cổ không gợn sóng cũng lộ ra vẻ tươi cười, đang định mở miệng cho bọn hắn lui ra. "Phụ hoàng, xin chờ một chút." Thạch Phá không cất bước đi ra, nói, "Có chuyện gì, cứ nói đừng ngại." Ma chủ nhìn Thạch Phá không một chút, nói ra, "Phụ hoàng, thập tam đệ nói là trên đường hắn trở về Dạ Dương thành đã bị tập kích, hắn còn nói với nhi thần là thực lực những người kia rất cường đại, bọn hắn." Thạch Phá không nói ra, "Việc này ta cũng đã nghe nói, ta đã phái người điều tra rồi." Chợt ma chủ đưa tay ngăn lời nói Thạch Phá không Vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Thạch Phá không khẽ giật mình, đôi mắt trong veo tính mịch của y chợt lóe lên một cái. Còn vẻ mặt của Thạch Xuyên không thì lộ ra vẻ không cam lòng, đang muốn mở miệng nói gì đó. Phụ Hoàng Thần Thông Quảng Đại, ngài đã phái người đi điều tra, kết quả tự nhiên là so với bọn con còn rõ hơn nhiều. Thạch Phá không kéo Thạch Xuyên không lại, nói ra, chuyện này không cần các ngươi xen vào nữa, yên lòng mà làm tốt việc của mình đi. Sắc mặt Ma chủ hòa hoãn lại, nói ra, Nhi thần tuân mệnh thạch phá không đáp ứng già dạ, hàm răng trên mặt của thạch xuyên không xiết lại thế nhưng y vẫn cúi đầu từ từ nói ra hàn lập nhìn tình cảnh trước mắt trong lòng kinh ngạc nhưng không mở miệng nói gì chỉ đứng lặng lặng một bên tốt tất cả các ngươi lui đi sắc mặt ma chủ lãnh đạm phất phất tay nói ra mấy người bọn hắn đều thi lễ một cái rồi lui ra khánh điển vẫn tiếp tục tiến hành những người khác theo thứ tự từ cao xuống thấp báo cáo về sự vụ quản hạt của mình đồng thời dâng lên lễ vật khánh điển xuất quan lần này một mực kéo dài đến xế chiều mới hoàn toàn xử lý xong tất cả sự vụ tất cả mọi người trong điện rối rít đứng dậy cáo từ rất nhanh trong khắp đại điện chỉ còn lại mỗi hai người ma chủ và ảnh tử ảnh tử người cảm thấy lệ phi vũ này có phải giống như người kia hay không ma chủ lẳng lặng nhìn chăm chú vào hư không trước mắt tựa như đang cân nhắc việc gì một lát sau chợt nói ra ảnh tử lẳng lặng đứng một bên cũng không đáp lời dường như ma chủ cũng không muốn nghe ảnh tử trả lời mà đứng thẳng người, rồi khẽ cười một tiếng, chợt thân hình khẽ lung lay một cái, từ trong hư không tiêu thất không thấy đâu. Thân hình ảnh tử cũng thoát một cái, biến mất theo. Chúc mừng thập tam đệ, người mới vừa trở về dạ dương thành, đã lập tức nhận được thánh sủng, phong thành hầu tước, phụ hoàng lại ban cho ngươi cả thiên hồng vực, đại ca mừng thay cho ngươi. Ngoài đại điện, thạch trảm phong ngăn bọn người thạch xuyên không lại, cười nói. Những người khác thấy bọn người thạch trảm phong nói chuyện, liền lập tức dối giết cáo từ rời đi, mau chóng chạy xa, tựa như sợ nghe được điều gì không nên nghe vậy. Nhưng thạch cảnh nghiên cùng thạch minh chân lại không có rời đi, ngược lại bước tới. Đại ca quá khen, nếu bàn về thánh sủng của phụ hoàng, tiểu đệ làm sao có thể so được với ngươi, phụ hoàng ban cho ngươi những đàn được, áo giáp, binh khí kia, không có thứ nào mà không phải là tuyệt phẩm, cái đó mới làm cho ta hâm mộ. Thạch xuyên không vừa cười vừa nói. Nếu phụ hoàng đồng ý, trái lại ta hy vọng có thể lấy ban thưởng của mình đổi với ban thưởng của thập tam đệ đấy, thạch trảm phong cười hắc hắc một tiếng nói ra trong lòng thạch xuyên không hừ một tiếng không nói gì nữa lệ đạo hiếu tu vi của ngươi thâm sâu ta cực kỳ bội phục nếu sau này ngươi có rảnh không ngại đến phủ ta một lần thạch trảm phong đưa mắt nhìn về phía hàn lập gật đầu cười nói hàn lập không có trả lời mà chỉ chắp tay thạch trảm phong cười một tiếng phất tay áo quấn lấy cả người bát hoàng tử cùng thập hoàng tử bên cạnh chợt cả người biến mất không thấy đâu sau một lát lại xuất hiện ở chỗ rất xa rồi lại lóe lên một cái biến mất hoàn toàn trong ánh mắt của mọi người hàn lập thấy vậy con người hơi co lại thạch trảm phong thi triển hẳn là một loại thần thông giống như xúc xích thành thốn nhưng từ khi y biến mất không dấu hiệu nào đến lúc này hắn mới phát giác ra một tia dao động không gian người này điều khiển lực lượng không gian vô cùng ảo diệu tinh thâm so với thạch xuyên không cao minh hơn không biết bao nhiêu lần kính không minh của đại ca lại tinh thâm hơn nữa rồi thạch phá không mỉm cười nói ra thạch xuyên không thì lại nhíu mày trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Thập tam đệ, người bị sát suy vây khốn nhiều năm, không ngờ ngươi đi chân tiên giới một chuyến, đã đột phá bình cảnh, kẻ làm tỉ tỉ như ta thật sự cảm thấy cao hứng cho ngươi, đáng tiếc sự vụ bận rộn, không thoát ra được, nếu không cũng muốn đi chân tiên giới để mở mang tầm mắt. Lúc này thạch cạnh nhiên bước tới, cười hi hi một tiếng nói ra. Ngũ tỉ quá khen, thạch xuyên không chắp tay, vẻ mặt có chút lạnh nhạt. Thạch cạnh nhiên cười khẽ một tiếng, cũng không để ý tới, mà đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía Hàn Lập, nhẹ nhàng bước tới. Trong lòng Hàn Lập run lên, âm thầm đề phòng, chợt một làn gió thơm kỳ lạ đập vào mặt hắn, như mùi xả hương thơm ngát, làm cho người ta không nhịn được mà say đắm vào trong đó. Thạch cạnh nhiên bước tới cách người hắn ba thước, hơn nửa vẫn còn chưa dừng chân, trong một đôi mắt sâu thăm thẳm siêu hồn lạc phách của nàng đang dò xét hắn, còn ẩn ẩn phát ra một cỗ lực hấp dẫn kỳ lạ, dường như muốn hút hồn phách Hàn Lập vào bên trong không biết ngũ công chúa có gì chỉ giáo. Hàn lập nhíu mày, lùi về phía sau một bước, chỉ giáo thì ta không dám nhận, thế nhưng người có thể giết được hoa kính cùng chiếu cốt chân nhân, tự nhiên là không giống người thường, đương nhiên ta phải nhìn cho thật kỹ. Thạch cạnh nhiên dừng chân lại, nở nụ cười xinh đẹp. Hai mắt hàn lập chấp lên, vẻ mặt không thay đổi. Thạch cạnh nhiên mỉm cười nhìn lại, chợt trên người nàng tỏa ra hương khí nồng đập, lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Hàn Lập đã sớm phát hiện hương khí trên người nàng lộ vẻ khác thường, miệng mũi cùng tiên cứu cả người hắn khẽ đóng lại, lúc này con người của hắn co rụt lại, trong nháy mắt lực lượng thời gian pháp tắc đã trải dài khắp người hắn. Nhưng cỗ hương khí này giống như mây như sương, tầng tầng lấp lấp, trong nháy mắt thẩm thấu vào người hắn, làm cho thời gian pháp tắc của hắn mơ hồ như thùng rỗng kêu to vậy. Khắp người của Hàn Lập tràn ngập một mùi hương thơm, giống như thân thể hắn đang nằm trong biển hoa. Cỗ hương khí này không chỉ lấp kín thân thể Hàn Lập, mà còn thẩm thấu vào trong thần hồn hắn. Thần hồn trong đầu Hàn Lập lập tức mềm nhũn, hơn nửa nhìn tay áo đang phiêu động trước mắt cùng dáng vẻ xinh đẹp của Thạch Cạnh Nghiên, ý niệm đề phòng trong lòng hắn chợt biến mất toàn bộ, từ đó sinh ra một cảm giác thân mật, tựa như nàng chính là người trong mộng của mình, vì nàng cho dù thịt nát xương tan hắn cũng không tiếc. Nhưng đúng lúc đó, lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu Hàn Lập chợt nhảy một cái, tự động vận chuyển. Một thanh thần niệm chi kiếm vô cùng to lớn hiện ra, tỏa ra từng luồng khí tức lăng lệ không gì sánh bằng, như một trận cuồng phong sóng lớn, dễ dàng thổi tan xé nát hương khí trong đầu. Cùng lúc đó, trong tay áo hắn ẩn ẩn từng tia ánh sáng màu xanh lá, khiến cho hương khí cả người hắn quay cuồng hút vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Đôi mắt xinh đẹp thạch cạnh nghiên lóe lên, ẩn ẩn hiện ra vài phần kinh ngạc. Khổ khổ, ngũ muội chỗ này là Thánh Hoàng Cung, hãy chú ý cách hành động nói chuyện. Thạch phá không ho khan một tiếng, trầm giọng nói ra. Tam ca nói gì vậy, tiểu muội vừa chào hỏi với lệ đạo hữu thôi mà, đúng không? Thạch cảnh nhiên cười tươi, hương khí cả người nàng chợt biến mất, chuyển lời nói với Hàn Lập. Cách chào hỏi của ngũ công chúa, cũng không phải người thường nào cũng chịu được. Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói ra, đương nhiên lệ đạo hữu cũng không phải người thường, nếu ngày sau ngươi có rảnh, thì hãy tới tiểu cung của ta, kể cho ta biết vài thứ trong tiên vực, đối với tiên vực, ta luôn có hứng thú về nó, thạch cảnh nhiên nhìn chằm chằm Hàn Lập, rồi quay người bồng bình bước đi. Tam đệ, thập tam đệ, ta cũng cáo từ. Nam tử mặt tròn chắp tay về phía thạch phá không, rồi lạnh lùng nhìn hàn lập một cái, quay người rời đi. Lệ đạo hiếu, thiên hương mộng quy của ngũ muội uy lực bá đạo, người không sao chứ? Thạch phá không nhìn về phía hàn lập, hỏi, ta không sao, tam điện hạ yên tâm. Hàn lập vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, chúng ta hãy trở về thôi. Thạch phá không phất tay gọi chiếc xa thú lúc trước tới, rồi nhanh chóng chở bốn người bọn hắn rời đi, Lăn bánh trở về Lạc Hành công phủ. Chương 838, thân thể nhập cảnh, một đường không nói chuyện, Hàn Lập theo đám người Thạch Phá không rất nhanh về tới Lạc Hành công phủ. Mấy người phân biệt hạ xuống Tú Liễn, huyết tích hầu cáo lui, Hàn Lập thì được Thạch Xuyên không ra hiệu, đi theo Thạch Phá không một đường tới một gian phòng nghị sự. Tam ca, hôm nay phụ hoàng có nhiều hành động, nhưng ta thật sự không thể giải thích vì sao ngài không để cho ta nói ra chân tướng việc trên đường ta bị tập kích để cho mọi người ở đây nhìn một chút lòng muông giả thú của đám người kia. Còn chưa kịp ngồi xuống, Thạch Xuyên không có chút không cam lòng nói. Sự tình liên quan đến đại ca cùng ngũ muội Phụ Hoàng Hẳn là không muốn để việc này diễn ra trước mặt người khác, cho nên mới đẻ việc này xuống, đồng thời trọng thưởng ngươi, coi như là đền bù tổn thất cho ngươi. Chẳng qua lão nhân ra người ban thưởng thiên hồng vực cho ngươi, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Thạch phá không ngồi xuống vị trí chủ tọa, chậm rãi nói ra. Điều này cũng đúng, đã có thiên hồng vực, thế lực chúng ta sẽ phát triển nhanh, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian tổ chức, áp đảo bọn đại ca hắn cũng không phải không có khả năng. Thạch Xuyên không cười nói, đi đến một bên ngồi xuống, cũng mời Hàn Lập ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, tôi tớ trong phủ tiến lên, phân biệt dâng linh trà cho mấy người. Người trước không nên cao hứng, phụ hoàng giao thiên hồng vực cho ngươi, đại ca bọn hắn người nào không đỏ mắt. Cẩn thận ngày sau bọn hắn sẽ nhầm vào ngươi, đối với ngươi không tốt thạch phá không cầm chén trà nhỏ đưa lên miệng mở miệng nhắc nhở tam ca yên tâm hôm nay ta cũng là một gã tu sĩ thái ất cảnh không còn là tiểu nhân vật để người chèn ép như trước kia bọn hắn dám đến tìm ta gây phiền toái ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ lợi hại hơn nữa không phải còn có tam ca ngươi sao thạch xuyên không dương nắm đấm lạnh giọng nói ra có câu mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng a à. đúng rồi lệ đạo hiếu về chuyện đại tế thi hôm nay trước ngươi không nên gấp gáp những tử dương noãn ngọc kia của đại ca, trước ngươi cứ sử dụng, trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ tăng cường nhân thủ thay ngươi đi thu thập một chút. Thạch phá không lắc đầu, sau đó chuyển chủ để nói với Hàn Lập. Đa tà tam điện hạ, Hàn Lập nghe vậy, cảm ơn, từ lúc tiến vào phòng nghị sự, hắn không nói gì, linh trà bên cạnh cũng không có động. Hành động của đại ca hôm nay kỳ thật cũng không ngoài dự đoán. Bất quá mặc dù hắn muốn kéo dài, nhưng lời nói của phụ hoàng hẳn là hắn không dám không nghe chẳng qua là nhìn tình huống hiện tại, người còn phải đợi tại dạ dương thành một thời gian nữa. Về việc đề hồn đạo hiếu, ta cùng Tam Ca sẽ tìm thêm những biện pháp khác. Thạch Xuyên không cũng nhìn về phía Hàn Lập, có chút áy náy nói. Vậy thì phiền toái hai vị rồi. Về chuyện hôm nay, hai huynh đệ các người hẳn là còn có việc muốn thương nghị, ta còn có một số việc, xin cáo từ trước. Hàn Lập gật đầu nhẹ, đứng dậy ôm quyền với hai người nói ra. Lệ đạo hiếu, người đừng vội đi nha, về chuyện thiên hồng vực, ta cũng có không ít sự tình muốn dựa vào ngươi đấy. Thạch Xuyên không nghe vậy, cũng đứng dậy, kêu lên. Đối với sự tình các nơi ở thánh vực, ta vốn biết không nhiều lắm, có tam điện hạ bày mưu tính kế cho ngươi là đủ. Nếu như lệ mỗ có gì hữu dụng, lệ mỗ sẽ không từ chối. Hàn lập vội khoát khoát tay, nói ra, ngươi cũng đừng lôi kéo lệ đạo hữu nữa, đã có những tử dương noãn ngọc kia của đại ca, hắn tất nhiên là muốn vội vàng trở về chăm sóc để hồn đạo hữu một chút. Thạch phá không cười nói cũng tốt, ngươi trước đi dàn xếp thoáng một chút để hồn đạo hiếu, chờ ta an bài thỏa đáng nơi đây xong, lại đi tìm ngươi. Thạch Xuyên không nghe vậy, gật đầu nói. Hàn Lập gật gật đầu với hai người, sau đó rời khỏi đại sảnh. Hắn trở lại trường đình huyền, sau đó mở ra tất cả cấm chế, đi vào không gian hoa chi nhìn đề hồn một chút, sau liền trở lại mật thất khoanh chân ngồi xuống. Vốn tưởng rằng sự tình đã nắm chắc, không ngờ lại sinh ra chút khó khăn chắc trở, bất quá cũng may lấy được một ít tử dương noãn ngọc, cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất còn lại thời gian trăm năm, đề hồn hẳn là không có việc gì. Hắn tính tọa chốc lát, lúc này mới nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Một ngày trong đêm hơn 10 năm sau, trong mật thất, kim quang cuồn cuộn, chiếu rọi đầy cả căn phòng. Hai mắt hàn lập nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, ngồi xếp bằng giữa kim quang, hai tay trước người nhanh chóng bấm động, thân thể lại rung động lắc lư không thôi. Sau lưng hắn, chân ngôn bảo luân treo trên cao, xoay tròn không thôi, phía trên phóng xuất ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Bên trái lại có quang âm tịnh bình lơ lửng, phía trên nhộn nhạo từng trận thời gian rung động. Mà ở phía bên phải lại ngưng tụ một đoàn lưu sa hình đồng hồ cát, bên trong mơ hồ có thể thấy được cát vàng bay là tả, như một trận bão cát nhỏ vậy. Bên trái trước ngực, lại có một bó đuốc lơ lửng thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng, lửa khói sáng ngời, thong thả lắc lư, chính là đoạn thời lưu hỏa. Phía bên phải lại còn có một gốc cây nhỏ màu vàng cành lá rậm rạp, đang dần ngưng tụ thành dưới ánh sáng màu vàng. Đúng lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên mở lớn hai mắt ra, hai tay trước người khép lại, thấp giọng quát, ngưng. Tiếng quát vừa ra, thời gian đạo văn ngưng tụ trên chân ngôn bảo luân, quang âm tịnh bình, đoạn thời lưu hỏa cùng huyễn thần sa lậu lập tức nhao nhao sáng lên, từng cỗ chấn động thời gian pháp tác vô cùng cường đại từ đó nhộn nhạo ra. Trên cây nhỏ màu vàng chính giữa, hào quang lập tức trở nên ngưng thực, mấy hơi thở sau liền triệt để ngưng tụ thành. Khắp căn phòng, tất cả thời gian pháp tác chi lực lập tức tuôn về hướng cây nhỏ màu vàng rồi ngưng tụ lại từng đoàn từng đoàn thời gian đạo văn lập tức ngưng thực bên ngoài nó vẻ thống khổ trên mặt hàn lập lập tức buông lỏng thở phào một hơi đáy mắt lộ ra một vòng kiếu ý khổ tu mười mấy năm rốt cuộc đông ất thần mộc đã ngưng luyện thành đến bước này đại ngũ hành nguyễn thế quyết đã tu luyện đến tầng thứ ba tâm thần hắn siết chặt dụng tâm cảm thụ thời gian pháp tắc chi lực chảy xuôi qua chính mình toàn thân phảng phất tiến nhập vào một loại trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Giờ phút này không cần hắn đếm kỹ, liền có thể phát hiện trên chân ngôn Bảo Luân đang có 720 đoàn thời gian đạo văn chấp động, mà trên quang âm tịnh bình cũng có 360 đoàn đạo văn nở rộ hào quang. Đạo văn trên đoạn thời lưu hỏa cùng huyễn thần xa lộ thì ít hơn một chút, mỗi thứ cũng có 180 đoàn. Mà trên đông ất thần mộc vừa mới ngưng tụ ra cũng lập lòe kim quang trói mắt bất định, từng đoàn từng đoàn thời gian đạo văn đang ngưng tụ ra. Nhưng vào lúc này, lăm sợi thời gian tinh ti cũng bỗng nhiên lóe lên hào quang, từ trên chân ngôn bảo luân thoát ly ra, bao phủ thời gian pháp tắc chi lực bốn phía, như là một mảnh lụa dài hẹp bay phất phơ vờn quanh người Hàn Lập, lượn vòng không thôi. Giữa kim quang sáng lạn, xuất hiện một màn cổ quái. Chỉ thấy từng sợi thời gian tinh ti đầu đuôi nối tiếp với nhau hình thành một vòng tròn màu vàng, chuyển động không ngừng bao quanh Hàn Lập, không ngừng hấp thu thời gian pháp tắc chi lực bốn phía, co rút lại từng điểm từng điểm về trung tâm. Cùng lúc đó, năm loại đồ vật chứa thời gian pháp tắc bao gồm cả chân ngôn bảo luân cùng quang âm tịnh bình đều phóng xuất ra năm gỗ thời gian pháp tắc chi lực đồng thời hội tụ đến tràn vào bên trong vòng tròn màu vàng kia hào quang trên vòng tròn màu vàng đột nhiên động lại hóa thành một vòng tròn màu vàng to lớn chỉ thấy từng đoàn từng đoàn thời gian đạo văn từ phía trên những vật như chân ngôn bảo luân liên tiếp lượn vòng ra rơi vào phía trên vòng tròn màu vàng vòng tròn màu vàng rung động lắc lư kịch liệt không ngừng liên tục phát ra thanh âm bén nhọn run rẩy lập tức kích động lên từng trận chấn động thời gian pháp tắc cường đại làm tầng tầng cấm chế hàn lập bố trí trong phòng lung lay sắp đổ nhưng vào lúc này hàn lập bỗng nhiên nhướng mày lòng nhận thấy gì đó liền thì thào lẩm bẩm lại muốn tới rồi sao hắn vừa dứt lời chỗ áo trước ngực bỗng nhiên căng ra một đoàn thanh quang lập tức bắn ra ngoài thanh quang thu vào hóa thành một tiểu bình màu xanh sẫm bên ngoài có đầy hoa văn chính là trưởng thiên bình chỉ thấy phía trên thân bình tỏa sáng hào quang giống như một đoàn kiêu dương màu xanh lá tỏa ra lục quang chói mắt, một cỗ hấp lực cường đại lập tức từ trong bình phát ra. Vèo một tiếng vang, quần sáng màu vàng lập tức bay lên cao, giữa không trung nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng lớn bằng miệng của trường thiên bình, lại trực tiếp khảm lên đó. Cả hai vừa mới đụng vào nhau, một cỗ thời gian pháp tắc chi lực bàng bạc lập tức ùn ùn tuôn ra. Tiểu bình màu xanh sẫm lập tức nhanh chóng biến lớn, trong bình hiện ra vô số phù văn màu xanh lá, biến thành một đoàn lục vân xanh biếc, cuồn cuộn không thôi một cỗ chấn động pháp tắc mãnh liệt từ giữa đoàn lục vân xanh biếc kia phát ra, làm cho hư không phụ cận chấn động không thôi nổi lên từng gợn sóng quỷ dị mắt thường có thể thấy được. ngay sau đó chỉ thấy vòng tròn màu vàng chỗ miệng bình lóe lên hào quang, trong bình xanh biếc đột nhiên sáng ngời, hóa thành một cột sáng màu xanh lá vừa thô vừa to phun ra, chui vào trong hư không phía trước. ầm ầm chỉ thấy hư không vỡ tan ra, vô số tinh quang từ đó tuôn ra, ngưng tụ thành mặt tinh bích quen thuộc kia. ha ha xem ra so với ta dự đoán còn nhanh hơn một chút đúng lúc này trong đầu hàn lập bỗng dưng vang lên một thanh âm thần sắc hắn khe biến lập tức quan sát phía trên thân bình ở trên quả nhiên lại nổi lên hai con mắt màu đen nhỏ như hai hạt đậu đang nhìn về hắn bên này hàn lập muốn dùng thần niệm liên hệ cùng câu thông nó nhưng lại bị chặn bởi một bức tường rào không nhìn thấy ngăn cách thủy chung không cách nào kích khởi nửa điểm thần niệm đương nhiên cũng không cách nào liên hệ được với gia hỏa bình linh của bình nhỏ kia không đợi hắn có bất kỳ động tác nào hào quang trên tinh bích đại phóng, ầm ầm vang lên, vòng xoáy to lớn kia đã hiển hiện ra, nhanh chóng xoay tròn, một cỗ hấp lực khổng lồ từ đó truyền ra, rất nhanh nuốt hắn vào trong. Đợi đến lúc hắn khôi phục lại thần trí, trước mắt đã là một mảnh hoang nguyên. Xa xa trước mặt, một dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn đang từ cuối chân trời chảy đến, uốn lượn khúc chiết kéo dài nhìn không thấy điểm cuối, trong nước sông có vô số giọt quang cầu chảy xuôi qua, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận. Giọt quang cầu nhìn như lưu động cấp tốc, lại như 10 phần chậm chạp, phảng phất lại dừng lại, bất động, nhìn cổ quái vô cùng. Hàn Lập không phải lần thứ nhất chứng kiến những quang cầu lớn nhỏ này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Tâm niệm hắn vừa động, lúc đang muốn bay về phía dòng sông bên kia, đột nhiên giống như nhận ra cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Hàn Lập sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng cúi đầu nhìn lại trên người. Lúc này căn bản hắn không phải trạng thái thần hồn, mà rõ ràng là trạng thái thật thể. Hàn Lập lắc lắc đầu, sau đó đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, phát hiện hết thảy trước mắt đều hoàn toàn chính xác không phải ảo giác. Nói cách khác, nhục thể của hắn cũng giống như thần hồn, bị hút vào trong vòng xoáy kia. Chương 839, thì ra là vậy, tại sao có thể như vậy? Trong lòng Hàn Lập hỗn loạn một trận, lại không biết nên đi hỏi ai. Hắn nhìn chung quanh hồi lâu, tâm tình mới dần khôi phục như cũ, thần sắc thu lại, từ từ bay về phía con sông đang chảy kia. Mặc dù bản thân đã xuyên không vài lần, nhưng giống như hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện, cảm giác ngược lại cũng có chút đặc biệt. Suy nghĩ một chút, Hàn Lập đi tới phía trên con sông, cả người lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn về hướng con sông. Chỉ thấy từng quang cầu cổ quái đều trôi qua từ dưới người hắn, bởi vì có kinh nghiệm từ trước, hắn không đưa mắt tập trung trên một quang cầu nào mà vội vàng liếc qua cảnh tượng hư ảnh hiện lên ở trên đó. Ngay lúc này, một quang cầu hình dáng cực lớn chảy xuôi qua dưới thân Hàn Lập, tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với những quang cầu khác. Hàn lập liếc thoáng qua hình ảnh, trong lòng căng thẳng, tầm mắt không nhịn được rơi trên đó. Nhưng mà ánh mắt vừa rơi xuống, hắn liền phản ứng lại, trong lòng nhất thời thầm kêu một tiếng không ổn. Nhưng đã quá muộn, trên giọt quang cầu kia, ánh sáng đột nhiên sáng lên, từ trong phóng ra một lực hút lớn. Chỉ nghe vèo một tiếng vang nhỏ, cả người hàn lập liền bị một cỗ lực mạnh mẽ bao phủ, bị kéo mạnh về phía giọt quang cầu. Hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm, lần nữa mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập bỗng mở hai mắt ra, lại phát hiện mình đang nằm trên một khối đá ngầm màu đen cao hơn mặt nước biển, bốn phía tiếng sóng nước rào 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 vang dội. Nước biển liên tục vỗ trên đá ngầm, bọt nước văng lên tung tóe. Hai tay Hàn Lập chống một cái lên đá ngầm, từ dưới đất ngồi dậy, ánh mắt đảo qua chung quanh, phát hiện bốn phía chính là một mảnh hải vực mờ mịt, nước biển sâu thẳm, thoạt nhìn đen kịt. Hai lỗ tai hắn hoa lên, miệng mũi hô hấp có chút khó khăn, cả người đều có cảm giác khó chịu không thể dùng lời diễn tả được thiên địa chung quanh cũng không khác thường linh khí chảy xuôi trong thiên địa và ma khí mờ mịt đều hòa hợp như bình thường nhưng hắn vẫn cảm thấy có nhiều chỗ không quá giống trước hơn nữa loại cảm giác khó chịu này theo mỗi lần hô hấp của hắn tăng thêm từng chút một chẳng qua là mỗi một lần tăng thêm lại giống như từng tầng từng tầng bông tuyết trồng lên cũng không rõ ràng nếu là ngày thường loại biến hóa nhỏ bé này có thể hàn lập cũng phát hiện sẽ không để ý nhưng tình huống lần này quả thực có chút đặc thù hắn không thể không cảnh tỉnh vạn phần hắn thu liếm tâm thần đi tới bên bờ đá ngầm nhưng người nhìn mặt nước chỉ thấy trên mặt nước tĩnh mịch phản chiếu ra hình ảnh bất ngờ chính là gương mặt hắn lần này quả nhiên không còn là thần hồn tới mà là thể xác chân chính xuyên qua hàn lập thở dài một hơi trong lòng không biết nên buồn hay vui trong lúc hoảng hốt lần nữa ngồi lại mặt đất hắn theo thói quen ngẩng đầu nhìn phía trên một cái nhưng phát hiện hư ảnh chân môn bảo luân mà trước đó thần hồn xuyên không đã không tồn tại nữa Thay vào đó là một vòng tròn kim sắc mơ hồ, phía trên phủ đầy đạo văn thời gian. Hàn Lập hơi tính toán một chút, phát hiện lại có 1620 đoàn đạo văn, tổng cộng đạo văn trên đó giống như bao gồm đạo văn của năm loại thời gian pháp tắc chân ngôn bảo luân, quang âm tịnh bình và đông ất thần mộc. Cộng lại, xem ra thời gian xuyên không dài ngắn phải xem tốc độ tiêu hao đạo văn. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập khẽ động, nâng tay chạm mi tâm, nhẹ nhàng xoa nắn một hồi. Ngay lúc này ánh mắt hắn đột nhiên liếc thấy cách không xa sau đá ngầm bất ngờ có nửa đoạn tàn thi to lớn màu đen lơ lửng dưới mặt nước bề ngoài đã có chút thối giữa tản ra từng trận mùi khó ngửi hàn lập nhướng mày một cái phi thân lên huyền không đi tới gần đó sau khi cẩn thận quan sát một hồi mới phát hiện đó lại là thi thể vỡ toang của một con cá voi đen hơn nữa thoạt nhìn còn có vài phần quen mắt cùng lúc đó hắn cũng chợt nhớ lúc trước cảnh tượng thấy bên trong giọt quang cầu kia chính xác mà nói chính là chợt nhớ tới bóng người thấy ở chính giữa giọt quang cầu. Hàn lập chậm rãi buông bàn tay nắn bóp nghi tâm ra, trong đầu không chỉ hiện ra một nghi vấn to lớn, chẳng lẽ tình huống kia là do lần xuyên không cổ quái này tạo thành. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không kiềm được dâng lên một trận gió to sóng lớn, càng cẩn thận suy nghĩ, hắn lại càng phát hiện suy đoán của mình rất có thể là thật, vì vậy lập tức đứng lên lần nữa. Khi xem xét tình huống bản thân một chút, sau khi phát hiện cũng không đáng ngại, tâm niệm hàn lập vừa động, hai mắt khép lại, lực lượng thần thức bỗng thả ra bao phủ bốn phương tám hướng sau một lát cặp mắt hàn lập chậm rãi mở ra khóe miệng nhếch một nụ cười chậm rãi nói đoán đúng hay không đi gặp là biết dứt lời hắn giơ tay lên mang theo một tấm mặt nạ luân hồi điện sau đó thân hình bỗng nhiên phóng lên bắn nhanh về một hướng trên một mảnh hải vực màu đen cách đó mấy vạn dặm một bóng người xanh sẫm đang lơ lửng ngồi ở trên mặt nước thân hình như một lá lục bình phập phồng bất định theo mặt nước chỉ thấy bóng người kia gầy gò, đạo bào xanh sẫm trên người vô cùng rộng lớn, áp trên mặt nước cực giống một lá sen trải ra. Mà khuôn mặt lão gầy gò, dâu dài dưới hàm lay động, rất có dáng tiên phong đạo cốt. Kỳ thật cũng không phải ai khác, chính là chiếu cốt chân nhân. Giờ phút này, trên đỉnh đầu lão đang trôi một viên châu lớn chừng quả đấm, phía trên tản mát ra từng trận khói mù màu tím và ánh sáng mông lung, che phủ đầu lão vào trong đó. Viên châu màu tím chính là một món tiên khí có tác dụng với thần hồn, bất quá cũng chỉ là cửu phẩm tiên khí nếu là ngày thường căn bản chiếu cốt chân nhân sẽ không sử dụng tiên khí này chẳng qua lần này không thể không dùng lúc trước lão đuổi giết hai tên hung thủ sát hại đồ nhi mình nhất thời không xem xét kỹ lại bị tên tu sĩ thái ất kia dùng thần thông của quái trọng thương dẫn đến thần hồn lão bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng dù uống mấy quả dưỡng hồn đan cũng không có nhiều tác dụng bất đắc dĩ lão mới vận dụng tiên khí vốn không dùng để chữa trị thần hồn tổn thương này có thể lấy thủ đoạn thần hồn trọng thương lão phu tin rằng tiểu tử ngươi cũng không tốt hơn chút nào chờ lần tới khi lão phu gặp lại ngươi nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là thân tan từng mảnh nghiền xương thành cho ánh mắt chiếu cốt chân nhân âm trầm cắn răng nghiến lợi nói lão vừa dứt lời liền thấy một đạo độn quang từ rất xa bắn nhanh tới bỗng nhiên dừng lại cách trăm trượng chỗ độn quang rơi xuống một bóng người hiện ra hình dáng quen thuộc khí tức cũng quen thuộc nhưng cảm giác không hề giống với lúc trước Bộ dáng chiếu cốt chân nhân sợ hãi cả kinh, hấp tấp đứng dậy, kêu lớn, sao lại là ngươi? Quả nhiên như vậy, ha ha, trong lòng Hàn Lập vui mừng, sung sướng cười nói. Lúc trước hắn hoài nghi không biết là duyên cớ nào, lần này thân xác hắn xuyên không tới mặc hải vực năm đó giao chiến với chiếu cốt chân nhân, giờ phút này thấy chiếu cốt chân nhân, tất cả suy đoán đều được nghiệm chứng. Như vậy có thể thấy, năm đó trước khi bản thân giết chết chiếu cốt chân nhân, trọng thương chiếu cốt chân nhân, người gần như hoàn toàn phá hủy thần hồn lão không phải ai khác mà chính là bản thân xuyên không về chiếu cốt chân nhân trầm ngâm nhìn hàn lập trước mắt bật cười vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm hơn cảm thấy trên người đối phương tựa hồ có chút cổ quái loại cổ quái này khiến trong lòng lão cực kỳ không an tâm nhưng muốn nói cổ quái chỗ nào lại nhất thời không nói được tiểu tử người dám vô lễ như vậy bỏ lại thạch xuyên không một mình tới đuổi giết lão phu chiếu cốt chân nhân ổn định tâm thần thấp giọng quát lên thần hồn của ngươi tổn thương còn chưa tu bổ hoàn hảo chứ hàn lập từ chối cho ý kiến cười nói vậy thì thế nào lão phu cũng không tin trong thời gian ngắn bí thuật thần hồn như vậy tiểu tử ngươi vẫn có thể phát động một lần nữa ngoài miệng chiếu cốt chân nhân nói cứng nhưng trong lòng đang đánh trống bí thuật thần hồn hao tổn lực lượng thần thức trong thời gian ngắn đúng là không thể nào khôi phục nhưng sao chiếu cốt tiền bối biết vãn bối không có những đủ đoạn khác hàn lập vui vẻ nghiền ngẫm nhìn về phía chiếu cốt chân nhân nói. Chiếu cốt chân nhân chẳng biết tại sao, nhìn vẻ mặt hắn như vậy, trong lòng lại bốc lên từng tia hàn ý. Nhưng rất nhanh lão liền tự diễu đứng lên, bản thân đường đường là một tu sĩ đại la lại để cho một tu sĩ thái ất hù dọa. Cố làm ra vẻ huyền bí, chiếu cốt chân nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một tầng bạch quang mông lung mở ra, trong nháy mắt hóa thành một tầng khô cốt linh vực, bao phủ bốn phía thiên địa. Một tầng khói mù thật mỏng nhuộn nhạo lên, tám tòa bạch cốt kinh quan lần nữa nổi lên, vần quanh bốn phía. Trong miệng chiếu cốt chân nhân phun ra một ngụm chọc khí, trong óc vẫn không nhịn được truyền tới cảm giác từng trận đau nhói bén nhọn điều động thần thức vận chuyển cũng có chút chậm chạp, cho nên ma khí vận chuyển trong cơ thể cũng trở nên có chút chậm chạp. Hàn Lập thấy vậy, chỉ khẽ cao mày, nhưng thần sắc cũng không khẩn trương bao nhiêu. Chỉ thấy bàn tay hắn lật một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều ra một ngọn đèn lưu ly hình dáng cổ quái. Cái này, phệ hồn đăng, sao lại ở trên tay ngươi? Ánh mắt chiếu cốt chân nhân rơi trên ngọn đèn, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, kinh ngạc kêu lên. Thì ra tiền bối cũng biết bảo vật này, nhưng không biết tiền bối có cách đối phó không? Chân mày hàn lập cao lại, nói. Một lời nói xong, bàn tay hàn lập vung lên, ngọn đèn lưu ly liền xoay tít một cái, lùa ẩn vòng về phía chiếu cốt chân nhân. Chiếu cốt thấy vậy, không chút do dự, trực tiếp chuyển cổ tay một cái, lấy ra một tấm phù lục hai màu tím vàng, mạnh mẽ đâm vào mi tâm bản thân một cái chỉ thấy ánh sáng trên phù lục tử kim chợt lóe trong nháy mắt liền cháy hết hóa thành một luồng khói mù tiêu tán ra chính giữa mi tâm chiếu cốt chân nhân tức thì có đường vân tử kim quấn lấy nhau ngưng ra một đồ án phủ văn phức tạp hàn lập thấy vậy chân mày khẽ nhíu một chút nhưng động tác trên tay không chậm chút nào nhanh chóng bấm động pháp quyết phệ hồn đang bay đến gần chiếu cốt chân nhân trăm trượng chỗ bắc đèn bỗng chợt lóe hào quang vậy mà sáng lên hai quang mang xanh tím giống như hai rắn lửa yêu dị vặn vẹo quấn lấy nhau trong ngọn đèn, lửa xanh tím không hề sáng ngời, ngược lại nhìn rất u ám, ánh mắt chiếu cốt chân nhân không tự chủ rơi vào trên đó, ngay sau đó ánh mắt lão trở nên có chút mê man. Trong lúc hoảng hốt, lão giống như thật sự thấy trong ngọn đèn có hai thiếu nữ vóc người uyển chuyển, mặt mũi đẹp đẽ tuyệt luân đang tựa sát nhau, dáng múa câu đoạt nhân tâm. Trong chốc lát, ánh mắt chiếu cốt chân nhân dần trở nên đờ đẫn. Chương 840, đấu chiếu cốt lần thứ hai. Lúc này, bên trong thức hải chiếu cốt chân nhân, hư ảnh một ngọn đèn to lớn hiện ra lúc sáng lúc tối. Bốn dị thú phía dưới cây đèn, trong đôi mắt chúng lóe lên u lục hào quang, tất cả đều há miệng ra, thở ra hút vào về phía xung quanh. Thần hồn chiếu cốt chân nhân vốn bị hao tổn không nhẹ, lập tức cảm thấy trong thức hải quay cuồng kịch liệt một hồi, thần hồn hao tổn nhiều ngày mới thoáng an ổn xuống, lại trở nên chấn động bất an. Hàn Lập thấy vậy, cánh tay ra chiêu, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm lóe lên hào quang, lập tức hiển hiện ra. Tâm niệm hắn vừa động, Thưa dịp thần hồn chiếu cốt chân nhân bị nhiếp lấy, thân hình nổ bắn ra, lập tức chợt hiện đến. Chỉ thấy trường kiếm màu xanh trong tay hắn đột nhiên đại phóng điện quang màu vàng, trực tiếp xé ngang chân trời, tạo thành một tia chớp màu vàng to lớn, như là một đạo lôi điện trường tiên phách chảm xuống chiếu cốt chân nhân. Ầm ầm, điện quang lướt qua, hư không cháy khét, mắt thấy mũi kiếm điện quang sẽ nuốt chiếu cốt chân nhân vào, nhưng dị biến phát sinh. Phù Văn ngay chỗ mi tâm chiếu cốt chân nhân đại phóng kim quang, bên trong thức hải của lão một cỗ chấn động thần hồn mãnh liệt trùng kích ra lập tức hóa thành một cỗ sóng lớn cuồng bạo bài sơn đảo hải trọng kích xuống cuốn về phía hư ảnh ngọn đèn to như cái chén nhỏ kia nhưng nơi sóng lớn đi qua hư ảnh ngọn đèn bị cuốn vào trong đó nhưng lại không nhúc nhích tí nào không có dấu hiệu tán loạn gì cả nhưng ngay sau đó tầng sóng lớn kia giống như đột nhiên bị cực hàn xâm nhập lập tức đóng băng thành băng xương phong cấm hư ảnh ngọn đèn vào trong đó kể ra thì dài rằng giặc kỳ thực khi phú văn sáng lên kim quang Lập tức đã hoàn thành. Hàn Lập và thân kiếm bay đến phụ cận, đột nhiên trong nội tâm nhảy dựng lên mãnh liệt, lập tức phát hiện sự tình có biến, liền cứng rắn nghịch chuyển chân luân trong cơ thể, thân hình đến trước người chiếu cốt chân nhân liền gặp lại, lướt thẳng qua không trung bên cạnh. Lúc này, chỉ thấy vạt áo ngay lồng ngực chiếu cốt chân hơi mở ra, một mũi nhọn cốt kiếm trắng xóa từ lồng ngực lão thò ra, trên mũi kiếm đang ngưng tụ một đoàn màu trắng như giọt nước. Hàn Lập lơ lửng giữa không trung, ánh mắt rơi vào trên giọt nước màu trắng xưa kia, thần sắc không khỏi hơi đổi. Giọt nước kia chính là pháp tác chi lực tinh thuần của chiếu cốt chân nhân ngưng tụ ra, một khi dốc sức bắn ra, với khoảng cách gần như vậy, Hàn Lập tự hỏi tuyệt không có khả năng ngăn lại. Một khi bị đánh trúng, dù cho may mắn không chết, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Hôm nay tuy là thân thể xuyên không, nhưng dù sao thân thể này cũng chính là bản thân hắn, một khi tổn thương thậm chí bị chết, ai cũng không biết sẽ có kết quả thế nào. Hàn Lập ngẩng đầu liếc qua vòng vàng treo trên đỉnh đầu, phát hiện đã tắt hơn 100 đoàn thời gian đạo văn, tốc độ này so với lúc trước thần hồn xuyên không lại chậm hơn vài phần. Bất quá giờ phút này hắn cũng không rảnh suy nghĩ chuyện này, rất nhanh liền rời ánh mắt về phía chiếu cốt chân nhân. Chỉ thấy lúc này chiếu cốt chân nhân, tựa hồ đã tỉnh lại từ trong khống chế của phệ hồn đăng, hai tay lão bấm pháp quyết, một tòa bạch cốt kinh quan chung quanh liền tự động bay tới, vây cây đèn lưu ly lại hàn lập lập tức cảm thấy cảm ứng giữa mình và bảo vật này bắt đầu bị ngăn cách hào tiểu tử vệ hồn đăng này đến tay ngươi chỉ sợ uy lực còn hơn cả tử thanh song thù kia bất quá lão phu đã phong ấn xem ngươi còn xuất ra được đồ vật gì nữa không sắc mặt chiếu cốt chân nhân tối tăm phiền muộn cắn răng nói ra lão vừa dứt lời trong mắt đột nhiên hiện lên một tia âm tàn hàn lập nhướng mày chân luân trong cơ thể lập tức nghịch chuyển thân hình từ chỗ này lóe lên rồi biến mất tiếp theo trong nháy mắt một tòa bạch cốt kinh quan khác liền lặng yên không một tiếng động từ trên đỉnh đầu hắn rơi đập xuống, phía trên thiêu đốt lục diễm hừng hực, mãnh liệt phốc một cái hóa thành một đầu u lục hỏa long đuổi theo sát. Thân hình Hàn Lập vừa mới lướt ngang qua, ngay phía trước liền có một tòa bạch cốt kinh quan khác ngăn đường lại, phía trên u lục hỏa diễm đồng dạng bốc lên mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong khô cốt linh vực, bảy tòa bạch cốt kinh quan luân chuyển thoáng hiện, càng đuổi càng sát, khiến không gian xung quanh Hàn Lập càng lúc càng bị ép nhỏ lại. Cùng lúc đó, Hàn Lập cũng phát giác được, ban đầu cảm giác không dễ chịu kia, theo thời gian trôi qua càng trở nên rõ ràng, thật giống như tầng tầng tuyết rơi đè xuống làm căn phòng bị đè gần như muốn sụp đổ. Quả nhiên, xuyên vào một không gian và thời gian không thuộc về hắn, toàn bộ thiên địa đều sinh ra bài xích. Không thể trì hoãn nữa, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay bấm pháp quyết, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đồng thời bắn ra, không ngừng lượn vòng quanh người hắn, phía trên truyền đến từng trận thanh âm dòng điện kích động âm âm. Trong lòng hắn hơi động một chút, mơ hồ phát hiện 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm sau khi vào tẩy sát trì, đồng dạng được lôi trì màu vàng tẩy luyện xong, tựa hồ đã xảy ra một loại biến hóa bí ẩn nào đó. Không chỉ giữa chúng liên hệ với nhau càng thêm chặt chẽ, mà tựa hồ linh tính cũng đã tăng vọt lên. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, trên 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức sáng lên phù văn, một tầng vạn cổ kiếm khí màu xanh cùng một mảnh lôi điện màu vàng đồng thời bộc phát ra, hòa lẫn vào nhau, quét về bốn phương tám hướng chỉ thấy một đạo quang cầu màu vàng to lớn, lấy Hàn Lập làm trung tâm đột nhiên mở rộng ra khắp nơi, liền đánh cho một mảnh u lục hỏa diễm ngăn trở Hàn Lập một đường bại lui, cực kỳ nhanh chóng rút về trong bạch cốt kinh quan. Suy, nhưng vào lúc này, một thanh âm rất nhỏ vang lên. Hàn Lập nghe tiếng này, trong lòng lập tức nhảy dựng lên mãnh liệt, liền quay người nhìn lại. Chỉ thấy chuôi cốt kiếm cổ quái trước ngực chiếu cốt chân nhân đã hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, từ trong khe hở một tòa bạch cốt kinh quan bắn nhanh tới, với một góc độ thập phần xảo trá đâm ngang lưng hắn. Giọt nước màu ngà sữa trước mũi cốt kiếm không có nửa điểm chấp động cũng theo cốt kiếm lập tức tiếp cận. Dưới tình huống như thế, Hàn Lập dù vận chuyển nghịch chuyển chân luân cũng đã không kịp né tránh rồi. Trong lòng vội vàng, cổ tay Hàn Lập nhấc lên, một cái hồ lô xanh biếc hiển hiện ra, chỗ miệng hồ lô đột nhiên lóe lên hào quang. Chỉ thấy trong hồ lô vang lên một hồi dị thanh, một đạo ánh sáng màu xanh sấm cấp tốc bắn ra, lập tức va chạm với giọt nước màu ngà sữa kia ầm ầm một tiếng vang thật lớn đạo ánh sáng màu xanh sẫm ẩn chứa khí thức hủy diệt pháp tác lập tức nổ tung tóe ra giọt nước màu ngà sữa ngưng trước mũi cốt kiếm màu trắng chẳng qua ngừng lại một chút rồi tiếp tục bắn tới lồng ngực hàn lập nhưng cũng chính giây phút ngắn ngủi thoáng dừng lại này đã tranh thủ cho hắn thời gian quý giá chỉ thấy sau lưng hắn đại thịnh kim quang chân ngôn bảo luân từ đó hiển hiện ra tỏa ra mảng lớn kim quang trói mắt bên trong sóng ánh sáng màu vàng tốc độ thời gian đột nhiên chậm lại giọt nước màu ngà sữa kia cũng không ngoại lệ giống như là rơi vào bãi lầy tốc độ đại giảm nhân cơ hội này thanh trúc phong vân kiếm trong tay hàn lập vòng một cái phù văn trên thân kiếm đại phóng hào quang chính giữa ẩn chứa lôi điện cuồng bạo tuôn ra mãnh liệt dốc hết toàn lực trùng điệp chảm kích lên giọt nước màu ngà sữa kia ầm ầm một hồi thanh âm thiên địa rúng động to lớn chuyển đến mảng lớn hư không bị tia điện màu vàng đầy trời bao phủ vào giọt nước màu ngà sữa kia nổ tung ầm ầm hóa thành một mảnh xương mù giải rác ra mà chui bạch cốt phi kiếm kia cũng rung động mạnh, bắn ngược về phía sau. Hàn lập thấy thế, chân ngôn bảo luân thu hồi vào trong cơ thể, thân hình lóe lên đuổi theo. Tiếp theo giơ cao Huyền Thiên Hồ Lô, hướng về bạch cốt phi kiếm kia hút nó. Chỗ miệng Hồ Lô lập tức sáng lên một vòng xoáy màu xanh lá, từ đó truyền ra một hồi lực hút cường đại, kéo bạch cốt phi kiếm kia một cái, trực tiếp kéo vào trong Hồ Lô. Nơi xa chiếu cốt chân nhân thấy cảnh này, hai mắt ngưng trọng, hai tay bấm động pháp quyết, vung lên mãnh liệt. Toàn bộ khô cốt linh vực đột nhiên chấn động, trên tám tòa bạch cốt kinh quan kia, u lục hỏa diễm trong xương sọ màu trắng từ tầng dưới cùng trở lên bị dập tắt dần từng tầng, chỉ còn lục hỏa trên đỉnh tám xương sọ to lớn vẫn còn sáng. Lúc này, ánh sáng trong khô cốt linh vực trở nên ảm đạm phai nhạt dần, trong nội tâm Hàn Lập hơi động một chút, tựa hồ cũng đã nhận ra cảnh vật chung quanh đang lặng yên phát sinh biến hóa. Có thể bước lão phù đến bước này, tiểu tử ngươi chỉ là một thái ất ngọc tiên sơ kỳ, quả thực làm ta lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc tranh lệch cảnh giới không phải chỉ dựa vào bí thuật thần hồn cường đại thì có thể rút ngắn đấy. Chiếu cốt chân nhân đi từng bước từng bước tới hướng hàn lập, chậm rãi nói ra. Tiền bối nói lời ấy sai rồi, bí thuật thần hồn vãn bối còn chưa sử dụng hết, tiền bối làm sao biết tranh lệch này còn có thể rút ngắn hơn. Hàn lập cẩn thận đề phòng, nhưng thần sắc trên mặt vẫn bình thản, cười nói. Chiếu cốt chân nhân nghe vậy, bước chân không khỏi ngưng trệ thoáng một chút, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ với thần hồn công kích của hàn lập vệ hồn đăng kia của ngươi đã bị ta phong bế lúc trước tinh quang tiểu kiếm đã sử dụng một lần hao tổn to lớn trong thời gian ngắn ngươi tuyệt không có khả năng lại dùng nữa cho nên ngươi không cần phải lừa gạt ta chiếu cốt chân nhân chậm rãi nói ra có lừa gạt hay không tiền bối tùy ý thử một lần là biết một tay hàn lập cầm kiếm một tay cầm chặt huyền thiên hồ lô cười nói vậy ta sẽ thử một lần a à. chiếu cốt chân nhân cười lạnh một tiếng quát dứt lời trên người lão tỏa sáng hào quang tuyết trắng thân hình lập tức tăng vọt. Chỉ thấy quần áo bên ngoài thân lão lập tức vỡ tan ra từng khúc, từng đám bạch cốt dữ tợn đâm ra ngoài thân lão, kéo dài ra bên ngoài cơ thể, toàn thân không còn nửa điểm phong thái tiên nhân, lại trực tiếp hóa thành một bạch cốt cự ma. Cùng lúc đó, khí tức trên người lão tăng vọt gấp mấy lần, đạt đến tình trạng làm cho người sợ hãi. Toàn bộ khô cốt linh vực tựa hồ cũng bị biến hóa ảnh hưởng, ánh sáng trở nên vô cùng ảm đạm, cảm giác áp bách từ đó truyền ra cũng theo đó bạo tăng gấp mấy lần. Hàn Lập thấy thế, thần sắc không khỏi hơi đổi, hóa thân cự ma chiếu cốt chân nhân cao trăm trượng, hai mắt đã biến thành màu huyết hồng, đạo phù văn màu vàng chỗ nghi tâm vẫn còn ở đó. Trong miệng lão phát ra một tiếng hét điên cuồng, nhảy nhanh tới hướng Hàn Lập bên này. Những nơi lão đi qua, hư không bị trùng kích chấn động từng trận, không gian tựa hồ bị đè xuống phía dưới. Ánh sáng màu vàng do chân ngôn bảo luân phóng xuất ra, cũng không khỏi theo không gian bị đè ép mà lui về phía sau, không cách nào ảnh hưởng đến hành động của chiếu cốt chân nhân. Bạch cốt cự ma vừa xài bước đến, nâng lên một bàn tay to lớn, vỗ xuống đỉnh đầu hàn lập. Năm ngón tay lão đều hóa thành bạch cốt, phảng phất như năm đạo cốt liêm tuyết trắng, trực tiếp xé rách hư không, bao phủ về phía hàn lập, tựa như muốn trực tiếp chém hàn lập thành mấy mảnh. chương 841, Cứu Chủ, ánh mắt hàn lập thay đổi, chợt hai tay vung lên, từ đó bắn ra năm chuôi thanh trúc phong vân kiếm, rồi bất ngờ từ giữa hư không tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, hóa thành năm đạo lôi kiếm màu vàng, nghênh đón sợi bạch cốt liêm trắng như tuyết. Bản thân hắn thì chân đạp hư không, lùi nhanh lại phía sau. Keng, 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 năm tiếng kiếm thét sắc bén vang lên, ngay khi năm chuôi thanh trúc phong vân kiếm vừa đỡ một kích của bạch cốt cự ma, liền bị nó đánh cho điện quang tứ tán, khiến cho ánh sáng màu vàng trên thanh kiếm chợt rung mạnh, rồi rơi xuống hải vực phía dưới. Hàn Lập không để ý đến phi kiếm, mà cả người bay ra xa chừng mấy trăm trượng, nhưng bất ngờ từ phía sau lưng hắn vang lên tiếng gió gào thét. Đúng lúc này, tám cái đầu lâu xương sọ thật lớn trên đỉnh của tám tòa bạch cốt kinh quan nhanh chóng há to miệng, từ đó phun ra tám sợi xích xương màu trắng óng ánh, giống như tám cây cốt màu màu trắng, thẳng tắp bắn về phía hắn. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, đang định nghịch chuyển chân luân tránh thoát nó, thì phát hiện hai tay của mình đột nhiên cứng đờ lại, giống như là bị đông cứng, không cách nào thu tay về trước người để bấm niệm pháp quyết. Ngay khi hắn vừa phát hiện, thì thấy trên cánh tay của mình, chẳng biết lúc nào đã sinh ra một tầng cốt giáp màu trắng bao phủ cả khuỷu tay cùng khớp núi của hắn đồng thời tầng cốt giáp màu trắng kia tựa như một tấm băng lan tới bàn tay cùng đầu vai của hắn những nơi nó đi qua đều không phát ra tiếng động nào mà sinh ra một tầng cốt giáp màu trắng từ khi nào chẳng lẽ là do giọt chất lỏng màu trắng kia sao trong lòng hàn lập tỏ ra nghi ngờ và ngạc nhiên rồi trong nháy mắt cũng hiểu ra vấn đề hắn trao mày hai chân liên tục đạp mạnh vào hư không thân hình bắn ngược về phía sau cùng lúc đó trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng, vô số lôi điện màu vàng từ trong người hắn tuôn trào ra, bao phủ cả người hắn vào bên trong, rồi mạnh mẽ đánh lên tầng cốt giáp màu trắng trên người hắn. Nhưng mà, ánh sáng màu vàng vừa tán đi, chỉ thấy cốt giáp trên người hàn lập không những bị phá tan, ngược lại nó đã bao phủ cả người hắn thêm mấy phần. Không chờ hắn làm gì, tám sợi bạch cốt liêm trắng như tuyết đã lao tới, quấn quanh hai chân cùng cánh tay của hắn, trói buộc hắn ở giữa không chung. Bạch cốt quấn lên người, Hàn Lập liền cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh bằng phát ra, làm cho xương cốt của hắn chấn động dữ dội, từ đó phát ra tiếng rắc rắc, nếu không phải hắn có thể trạng huyền tiên, cộng thêm thân thể ngọc tiên, thì lúc này đây chỉ sợ đã tan xương nát thịt rồi. Cùng lúc đó, trong mốc mắt của tám cái đầu lâu xương cốt trên đỉnh Bạch Cốt Kinh Quan, đều nổi lên hai ngọn lửa xanh lục, tất cả đều thuận theo sợi xích xương mà lao tới, trong nháy mắt đã bao phủ cả người Hàn Lập vào bên trong. Hỏa diễm u lục này không có chút sức nóng nào, khi nó rơi vào người hắn chỉ tỏa ra cảm giác hơi lạnh, hơn nữa ngọn lửa này cũng không phải là loại quỷ hỏa lạnh lẽo âm trầm. Trong nháy mắt khi nó vừa dính lên người Hàn Lập, thần sắc hắn liền đại biến, nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù ngọn lửa xanh này không tổn thương nhục thể, cũng không làm tổn thương thần hồn, mà nó lại trực tiếp nung khô xương cốt. Trong chốc lát, Hàn Lập cảm thấy xương cốt của mình truyền ra từng đợt cảm giác tê dại, giống như bị vô số côn trùng bé nhỏ cắn xé, bắt đầu trở nên mục nát. Tuy là hắn tu thành ngọc tiên chi thể, một thân xương cốt của hắn đã sớm rèn luyện giống như pháp bảo, nhưng mà trước khô cốt pháp tắc của chiếu cốt chân nhân, căn bản khó mà chống đỡ được. Không cần hàn lập kêu gọi, chợt bên ngoài người hắn liền lóe lên ánh sáng bạc, một ngọn lửa màu bạc nóng bỏng không gì sách được tuôn trào ra, hóa thành một lớp y phục hỏa diễm bên ngoài người của hàn lập, bước lui cả tầng hỏa diễm u lục kia ra. Ngân diễm của tinh viêm hỏa điều tất nhiên là không hề tầm thường, sau khi hoàn toàn luyện hóa ba viên thất thải hỏa đan xa xong, uy lực của ngân diễm đã hơn một bậc so với trước nó vừa che chở cho hàn lập vừa phân ra một bộ phận lao về phía ngọn lửa u lục kia hai loại lửa sen lẫn một chỗ cả hai đều bốc cháy dữ dội trong khói lửa mù mịt ngọn lửa xanh lục không ngừng bại lui còn tinh viêm hỏa điều thì không chịu bỏ qua mà thuận theo sợi xích xương đuổi theo giống như không thôn vệ ngọn lửa màu xanh này được thì nó sẽ không bỏ qua chiếu cốt chân nhân hóa thành bạch cốt cự ma lao tới chỉ liếc tinh viêm hỏa điều một cái rồi chuyển ánh mắt tới người Hàn Lập. Trên người tên nhân tộc Thái Ất Ngọc Tiên này, thật sự là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu không nhanh chóng diệt trừ hắn, chỉ sợ sẽ còn phát sinh thêm biến cố nữa. Bàn tay lão vừa nhấc lên, năm ngón tay như lưỡi đao, từ đó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm mạnh về phía Hàn Lập. Hàn Lập lúc này, hai tay cùng cả ngực bụng của hắn đều đã bị cốt giáp màu trắng bao trùm, đừng nói là thi pháp, ngay cả động đẩy còn khó khăn 10 phần, chớ nói chi lại còn bị xiềng xích bạch cốt trói lại, căn bản không cách nào né được. ngay khi ánh mắt của chiếu cốt chân nhân vừa nhìn lên mặt của hàn lập, chợt trong lòng lão không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. mặc dù lão phát hiện sắc mặt hàn lập lộ vẻ hoang mang, nhưng sâu trong đáy mắt của hắn lại giống như giếng cổ, không chút gợn sóng. không đúng, có chút không đúng. chợt chiếu cốt chân nhân ý thức được điều gì đó không đúng. ngay khi lão định thu tay lại, thì bất ngờ xảy ra chuyện. chỉ thấy xương ngón tay như lưỡi đao của lão đang định đâm xuyên thân thể hàn lập thì đột nhiên trong mắt của hàn lập nổi lên một đạo hào quang lạnh lẽo một màn này giống như màn trước đó sao lực lượng thần thức thái ất có thể chiếu cốt chân nhân sợ hãi ngạc nhiên kêu lên lão chỉ thấy một thanh tiểu kiếm óng ánh dài hơn một tấc phù văn phía trên nó lấp lóe không ngừng bỗng nhiên từ mi tâm của hàn lập bắn ra trong nháy mắt xuyên qua cự trưởng như lưỡi đao của chiếu cốt chân nhân thẳng đến mi tâm của lão phốc trong cơn hoảng hốt dường như chiếu cốt chân nhân nghe thấy một tiếng vang như có như không trong nháy mắt phù văn màu vàng, vàng ngay giữa mi tâm của lão chợt ầm ầm vỡ vụn hóa thành từng điểm bụi vàng tiêu tán khắp nơi còn trong thức hải của lão thì vang lên một tiếng sét động trời từ đó hiện ra một mũi kiếm tinh quang vô cùng to lớn từ giữa trời chém mạnh xuống thức hải của lão phù văn trên thân kiếm lấp lóe không ngừng từ đó phát ra cỗ dao động thần niệm cường đại trực tiếp lan tỏa ra mang theo từng cỗ sóng khí trùng kích mạnh mẽ ra xung quanh tạo thành cỗ đè nén khiến cho thức hải của chiếu cốt chân nhân nổi lên cơn sóng lớn kịch liệt một phân thành hai Lúc này, trong thức hải của chiếu cốt chân nhân, phong vân biến đổi cực lớn, mây đen ngập trời, lực lượng thần thức giống như tuyết tan đầu mùa khi bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi, rất nhanh tan dã ra. Trước đó thần hồn của lão đã bị thương nặng, hiện giờ càng chấn động kịch liệt không thôi, tựa như nguồn lực lượng này sắp bị vỡ ra. Không, làm sao có thể? Trong miệng chiếu cốt chân nhân phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, lực lượng thần thức mau chóng tiêu hao, ánh mắt của lão thì lại càng trở nên mơ hồ. Chỉ thấy hào quang quanh người lão rung mạnh rồi thân thể khổng lồ của lão cũng bắt đầu thu nhỏ lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu tám tòa bạch cốt kinh quan kia dường như cũng không chống đỡ nổi còn ngọn lửa u lục phía trên thì trở nên yếu ớt dần đến cả cốt liêm trong khô lâu vừa phun ra cũng rung động rầm rầm mau chóng thu về tinh viêm hỏa điều thấy không còn lửa để có thể nuốt nữa lúc này lại lần nữa hóa thành một con hỏa điều màu bạc rồi rang hai cánh ra bay nhào về phía hàn lập ngay khi nó vừa tới gần phát hiện hai tay cùng lồng ngực của hàn lập bị cốt giáp trói lại nó liền lập tức lao nhanh xuống, hóa thành một hỏa cầu màu bạc đạp vào ngực của Hàn Lập, tiếp đó từ đó tỏa ra hỏa diễm, quấn quanh cốt giáp màu trắng trên người, ra sức nung khô. A, à, đúng lúc đó, một tiếng gào thét như tiếng dã thú vang lên. Trong đôi mắt của chiếu cốt chân nhân đã trở nên đầy tia máu, thân sắc của lão gần như điên cuồng, bất ngờ lão nâng trưởng vỗ mạnh giữa mi tâm của mình, lập tức khuấy động lên một cỗ sóng khí cuồng bạo. Còn trong thức hải lão, đạo trưởng ấn đó từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào thân thần niệm cự kiếm kia. Thân kiếm chấn động dữ dội, tinh quang trên thân kiếm liền nhanh chóng ảm đạm, rồi từ trong thức hải chiếu cốt chân nhân biến mất không thấy đâu. Tiếp đó trong nháy mắt, từ sau đầu lão bắn ra một thanh tiểu kiếm óng ánh, vạch giữa không cung thành một đạo hình cung, lao nhanh về phía Hàn Lập, rất nhanh chui vào trong nghi tâm của hắn, biến mất không thấy đâu. Sau khi chiếu cốt chân nhân tự đánh mình một trường, tuy là ngăn được thần niệm chi kiếm chém thần hồn của mình, nhưng cũng làm cho mình càng trọng thương nặng hơn, Thân thể của lão không tự chủ được bay ngược về phía sau. Chỉ thấy trên đầu lão, tóc tai trở nên tán loạn vô cùng, trong đôi mắt mơ hồ không còn bao nhiêu thần thái nữa, cả người tựa như là lão già hoang mang mất hồn phách, trở nên chán nản, rồi ở trong hư không hóa thành một đạo độn quang, lướt dài bỏ đi. Ngay khi chiếu cốt chân nhân vừa bỏ chạy, khô cốt linh vực của lão cũng theo đó mà tiêu tan, tám tòa bạch cốt kinh quan cũng lập tức chui vào hư không. Còn bên Hàn Lập, khi tiểu kiếm ông ánh trong nháy mắt bay vào thức hải hắn, thì cũng như bị sét đánh, đầu bật ngửa ra sau, chịu cảnh hao tổn lực lượng thần thức cực lớn, hắn chỉ kịp thu lại các pháp bảo của mình thì thân thể đã không thể chống đỡ nổi mà rơi xuống hải vực phía dưới. Vừa hay tinh viêm hỏa điều thấy hắn lâm vào hôn mê, đã mang hắn bay đến dạng đá ngầm trước đó, hạ hắn xuống ngay đó. Sau khi hạ người hắn xuống đó, cả người hàn lập liền bất động, cả người hắn không ngừng bốc lên ngọn lửa màu bạc. Thời gian trôi qua từng chút, cốt giáp bao phủ cả người hắn rốt cuộc cũng bị hỏa điều nung khô, từ đó liền vang lên một tiếng rắc rắc, mặt ngoài hiện ra từng vết dạn nước giống như mạng nhện. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, những vết dạn nước kia rốt cuộc mới hoàn toàn vỡ nát ra. Cùng lúc đó, từng đạo thời gian đạo văn trên kim luân treo ở đỉnh đầu của Hàn Lập cũng lần lượt tắt. Thời gian nhoáng một cái đã qua mấy ngày, một sáng sớm nào đó. Nương theo ánh mặt trời lú lên từ mặt biển, vệt nắng đầu tiên chiếu dọi lên gương mặt của Hàn Lập, lông mày của hắn hơi rung động một cái, hai mắt từ từ mở ra, ngay sau khi tinh viêm hỏa điều nung khô cốt giáp thành bột mịn, nó liền hóa thành ngân diễm tiểu nhân, khoanh tay khoanh chân ngồi trước ngực Hàn Lập, coi như là hộ pháp cho hắn. Giờ phút này, nó vừa thấy Hàn Lập tỉnh lại, liền lập tức nhảy lên, mặt mũi vô cùng vui mừng nhìn về phía hắn. Cái đầu Hàn Lập trở nên mê muội, đây là di chứng khi mà lực lượng thần thức tiêu hao cực độ, vì vậy tầm nhìn của hắn còn chưa khôi phục lại được. Hắn muốn chống đỡ cả người ngồi dậy, thì phát hiện cả người hắn đau đớn khó chịu, tựa như đang khiêng cả tòa núi cao khổng lồ vô cùng nặng nề. Trong lòng hắn khẽ động, hiểu ra, dường như bởi vì hắn đã lấy nhục thể xuyên qua tinh bích tới tận đây, dù giơ tay nhấc chân cũng phải chịu sự áp chế phép tắc của thiên địa đại đạo vô hình trốn này, cho nên mới có dị trạng như vậy. Hàn lập âm thầm vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công, trên người liền sáng lên một tầng ánh sáng màu trắng mông lung, hai tay hắn phát lực chống đỡ cả người ngồi dậy một chút, lúc này hắn mới thấy rõ tinh viêm hỏa điều trước mắt, trên mặt liền lập tức nở ra nụ cười. Ngân diễm tiểu nhân thấy vậy, lập tức nhảy nhót leo lên đầu vai của hắn rồi làm ra động tác khoa tay múa chân tốt tốt ta biết là ngươi giúp ta giải trừ trói buộc của cốt giáp cũng là ngươi mang ta đến đây còn một mực thủ hộ cho ta nữa thật là vất vả cho ngươi quá hàn lập thấy thế vừa cười vừa nói nói xong ánh mắt của hắn nhìn khắp nơi liền phát hiện cảnh vật xung quanh vẫn là vùng hải vực màu đen kia còn có cả khối thi thể hư thối của con cá voi đen vẫn còn nổi trên mặt biển như trước không ngờ hắn vẫn còn nằm trong thời không quá khứ chương 842, hai tin tức, trong lòng Hàn Lập khẽ động một cái, hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn vòng tròn màu vàng trên đầu, phát hiện thời gian đạo văn trên đó đã tắt gần hết. Trở lại đi, chúng ta còn phải đi nữa. Hàn Lập nhìn tinh viêm hỏa điều nói, ngân diễm tiểu nhân dường như còn đang u mê, gật đầu một cái. Sau đó thân thể lắc lư rồi nhập vào trong cơ thể Hàn Lập. Hàn Lập nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng tĩnh tọa một lúc. Đoàn đạo văn cuối cùng kia cũng sắp dập tắt rồi. Sau đó, vòng tròn màu vàng trên đỉnh đầu bỗng phồng to gấp mấy lần. Ô quang ở giữa dũng động hiện ra một vòng xoáy màu đen sâu thẳng và phát ra từng trận lực hút. Hàn lập vừa cảm thấy cơ thể nhẹ lên thì bị một lực hút mạnh mẽ kéo vào trong đó. Một lát sau, trong gian phòng trường đình uyển của phủ đệ tam hoàng tử bỗng sáng lên kim quang, một bóng người từ từ hiện ra, chính là Hàn lập. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đảo qua những đồ đạc quen thuộc trong phòng cùng với trận pháp do mình bày ra, lúc này Hàn lập mới thở phào nhẹ nhõm và thư giãn một chút ảnh hưởng của chấn động thức hải bên trong đầu hắn vẫn chưa yên khiến hàn lập cảm thấy rất thống khổ nhưng loại áp chế của thiên địa lúc trước mất đi lại làm cho hắn thoải mái hơn rất nhiều lúc này ánh sáng của bức tường tinh bích cách đó không xa cũng tản ra và mờ dần tiểu bình xanh sẫm ở đây cũng thu ánh sáng lại dần dần khôi phục nguyên trạng hàn lập giơ tay lên tiểu bình xanh sẫm ngay lập tức bay trở về trong tay hắn hắn khẽ nhíu mày vuốt ve nhẹ nhàng lên đường vân phiến lá của tiểu bình tâm thần thử câu thông với bình linh Trước đây lúc hắn xuyên không, rõ ràng có nghe tiếng người đang nói chuyện trong đầu, hắn tin rằng đó là thanh âm của Bình Linh trưởng Thiên Bình. Đáng tiếc, sau một phen nỗ lực vẫn không có tiếng người đáp lại. Một lát sau, hắn treo trưởng Thiên Bình vào lại cổ, sau đó cất vào trong áo. Bàn tay Hàn Lập vừa gọ vào cổ áo lên thì cả cánh tay bất giác hơi chậm lại. Lúc cúi đầu nhìn xuống hắn mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà ngón tay áp út của hắn đã đeo một chiếc nhẫn giống như được chế tạo từ vàng ròng phía trên chiếc nhẫn không có bất kỳ đường vân nào, nhưng tròn trịa đầy đặn, không giống phàm vật. Trong lúc chịu đựng từng cơn đau đớn như thủy triều dâng lên trong đầu, hắn ngưng thần quan sát chiếc nhẫn kia và phát hiện trên đó không có bất kỳ biến động gì, trông chẳng khác gì một chiếc nhẫn thông thường. Hắn định tháo chiếc nhẫn vàng kia ra, nhưng lạ thay chiếc nhẫn và thân thể hắn như hợp làm một, không cách nào tháo ra được. Sau nhiều lần thử, Hàn Lập cảm thấy ngón tay của mình sắp bị kéo đến nứt ra mà chiếc nhẫn kia vẫn vững như thái sơn nằm im tại chỗ trong tình huống này hắn không có cách nào khác đành phải từ bỏ dù gì bây giờ chiếc nhẫn cũng không có gì bất thường hàn lập ngồi tĩnh tọa điều thức một lát yên lặng vận chuyển đại ngũ hành nguyễn thế quyết lập tức bên cạnh hắn lóe lên từng sợi kim quang chân ngôn bảo luân và quang âm tịnh bình cũng dần hiện ra thời gian đạo văn trên đó đã dập tắt rồi chấn động thời gian pháp tắc cũng yếu đi nhiều bất ngờ dị biến phát sinh chiếc nhẫn vàng trên tay bỗng phát ra từng đạo kim quang chủ động rời khỏi ngón tay của hắn nó bay đến lơ lửng giữa không trung trước người hàn lập chiếc nhẫn kia bắt đầu biến to ra hào quang trên đó càng lúc càng sáng ngời rồi hóa thành một vòng tròn khổng lồ màu vàng thoát ẩn thoát hiện dần trở nên trong suốt hàn lập giật mình ánh mắt khẽ động nhìn sâu vào trong vòng tròn màu vàng chỉ thấy trong ánh sáng lưu chuyển có vài chục cây tinh ti không ngừng lượn vòng trong đó từ đó phát ra từng trận thời gian pháp tắc chi lực bất thình lình chiếc nhẫn màu vàng này không ngờ chính là do sợi tơ thời gian ngưng tụ hóa thành thời gian chi hoàn sau khi thời gian chi hoàn bay ra, các đồ vật pháp tắc như chân ngôn bảo luân. Bỗng nhao nhao lượn vòng chui vào trong thời gian chi hoàn, xung quanh cũng sáng lên một mảng lớn kim quang. Đúng lúc đó, Hàn Lập cảm nhận được tiểu bình xanh sẫm trước ngực đang nhấp nháy hào quang, có chút dục dịch như muốn bay ra. Đột nhiên, trong lòng Hàn Lập có chút lo sợ, thứ này vừa mới trở về chẳng lẽ lại muốn đi ra nữa sao? Tuy nhiên, trường thiên bình trong ngực chỉ rung động mấy cái rồi thu hào quang vào, tự dừng lại vòng thời gian chi hoàn bay giữa không trung một lát rồi cũng biến thành một chiếc nhẫn vàng bay về ngón tay của hắn chẳng lẽ là do không có thời gian đạo văn hàn lập vuốt phe chiếc nhẫn có chút nghi ngờ lẩm bẩm hiện tại cũng không có kết luận gì nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa tiện tay vẫy nhẹ những bảo vật như chân ngôn bảo luân lập tức quay trở lại từng cái chui vào trong cơ thể hắn sau đó hắn vòng tay một cái lấy ra một quả đan dược chứa thương thần hồn ăn vào rồi nhắm mắt bắt đầu điều tức về phần tử dương noãn ngọc tuy lấy được từ chỗ đại hoàng tử không ít, nhưng với tình huống để hồn rất cần vật này để duy trì, tốt hơn là nên giữ lại toàn bộ cho nàng. Bên trong lạc già khu, những tòa kiến trúc vô cùng đẹp đẽ và sang trọng chiếm diện tích cực lớn, sừng sững trong rừng. Ở giữa là một tòa đại điện vàng son lộng lẫy có đỉnh nhọn. Bên trong phủ có một gã thanh niên anh tuấn tóc trắng như tuyết, đôi mắt tím đậm đang ngồi trên một ghế dựa màu vàng được phủ một lớp da thú trắng tuyết. Dưới đại điện là một gã nam tử cao lớn mặc ma giáp màu đen, khuôn mặt hiện rõ góc cạnh, đang kho mình hành lễ, dường như đang bẩm báo gì đó. Đỗ Nguyên, tin tức này là thật sao? Thanh niên nghe được lời của gã, lông mày nhíu chặt lại hỏi. Bẩm điện hạ, tin tức này có nguồn gốc rất đáng tin, thuộc hạ nguyện lấy tính mạng mình ra bảo đảm. Tên nam tử ma tộc cao lớn Đỗ Nguyên nói, không nghĩ đến ta cực khổ tìm kiếm lâu nay, vậy mà nó lại nằm ở nơi quỷ quái đó. Nhưng mà ngẫm lại cũng không lạ, nếu ở nơi khác, ta cũng không mất nhiều thời gian như vậy mà tìm không ra thanh niên dùng ngón tay gõ nhẹ thành ghế, chậm rãi nói. Lần này thuộc hạ trở về bẩm báo, chính là hy vọng điện hạ có thể điều động ít nhân lực cùng nhau tiến đến để giành lại vật này. Ánh mắt của Đỗ Nguyên kiên định, ôm quyền nói ra. Có thể thăm dò được tin tức này, người làm tốt lắm. Chuyện này ta đã có kế hoạch khác, điện hạ, thứ cho thuộc hạ cả gan hỏi, có phải điện hạ định tự mình đi xử lý không? Nơi đó tình hình không rõ thế nào, thân thể điện hạ ngàn vàng, còn là... Đỗ Nguyên do dự một chút hỏi, vật này liên quan đến chuyện tu hành đại đạo của ta quyết định xem ta có sớm một bước tiến vào cảnh giới đại la hay không nên không thể không thận trọng những chuyện khác có thể đặt xuống tất cả đều lấy chuyện này làm trọng thanh niên vẫy tay ngắt lời đỗ nguyên nói vâng thuộc hạ tuân mệnh đỗ nguyên ôm quyền nói thoáng một cái đã qua mấy năm ở trong mật thất hai tay hàn lập đang bấm niệm pháp quyết nhắm mắt tu luyện chân ngôn bảo luân và từng vật khác đang bay lơ lửng xung quanh hắn thời gian đạo văn trên mỗi vật đã khôi phục được một nửa so với trước đây tốc độ khôi phục đạo văn hình như đã nhanh hơn vài phần chiếc nhẫn màu vàng kia giờ chỉ im lặng đeo trên tay hắn thoạt nhìn như một chiếc nhẫn thế tục bình thường trải qua khoảng thời gian bế quan này hắn đã chữa trị được tất cả tổn thương thần hồn của mình không chỉ tu hành đại ngũ hành nguyễn thế quyết tiến bộ hơn mà còn thành thạo hơn trong việc khống chế thời gian chi hoàn bây giờ hắn đã khống chế được khi thúc giục đại ngũ hành nguyễn thế quyết mà không bị đồng thời kích phát thời gian chi hoàn. Bởi vì một khi như vậy, sẽ khiến cho trường thiên bình dị động. Từ đó sẽ dẫn đến việc cơ thể hắn bị đưa vào trong quang âm trường hà cổ quái kia. Vào lúc này, sắc mặt hàn lập khẽ động, bước ra khỏi mật thất đi ra ngoài sảnh đường. Chỉ thấy một đoàn bạch quang đang bay múa xung quanh như con ruồi, phát ra âm thanh ông ông. Hắn phất tay nắm lấy bạch quang, đây là một tấm truyền âm phù. Sau khi bóp nát, một đoạn tin tức truyền vào đầu hắn đuôi lông mày hàn lập rượt rượt, cất bước đi ra ngoài trường đình Uyển. Một thân ảnh tóc trắng đang chắp hai tay sau lưng đứng ở đó, thì ra là thạch xuyên không. Sau khi nhìn thấy hàn lập, gã cười bước tới, lệ đạo hiếu, người tu luyện đúng là khắc khổ, thật bội phục. Thạch đạo hiếu chế diễu rồi, mời vào, hàn lập cười cười, mời thạch xuyên không đi vào, hàn lập mời thạch xuyên không đến phòng khách, đến một bàn đá tròn, ngồi xuống rồi hỏi. Thạch đạo hữu không khởi hành đi tiếp nhận thiên hồng vực, sao lại đến chỗ của ta thế? Trước đây, ta chưa từng quản lý qua một vực nào, còn không biết phải làm nhiều việc như vậy. Chỉ về chuyện giao tiếp thôi đã khiến ta sứt đầu mẻ chán. Đại ca bọn hắn lại âm thầm quấy rối, sợ là trong một khắc cũng không thể nào chiếm giữ được thiên hồng vực rồi. Không nói đến chuyện này nữa, hôm nay ta tới đây là có hai tin muốn báo cho lệ đạo hữu biết. Thạch Xuyên không lắc đầu, sau đó thở nhẹ một hơi, nghiêm mặt nói ra. Là tin tức gì, hàn lập mở to mắt và đặt chén trà trong tay xuống một là ta đã tìm được nơi gọi là tích lân không cảnh mà trước kia ngươi yêu cầu thạch xuyên không uống một ngụm linh trà cười nói có manh mối rồi hả nội tâm hàn lập khẽ động xem là vậy đi đúng là trước đây chưa từng nghe nói đến ta hỏi thăm tam ca và tra xét nhiều tài liệu mới tìm được chỗ này nó nằm ở một nơi vắng vẻ trong thánh vực cũng giống như dạ dương cảnh là một không gian khác hơn nữa là một chỗ tuyệt cảnh Thạch Xuyên không không suy nghĩ nói ra, tuyệt cảnh, Hàn Lập lộ vẻ hơi quái lạ, bên trong tích lân không cảnh không có thiên địa linh khí, cũng không có ma khí. Tình huống bên trong cụ thể thế nào bây giờ ta không cách nào kiểm chứng được. Tóm lại nó là một nơi đặc biệt, nhiều năm trước, nơi đó từng là nơi xử phạt phạm nhân, nhưng sớm đã bị bỏ đi, đã không còn sử dụng trong hàng ngàn năm nay rồi. Thạch Xuyên không tiếp tục nói, chỗ kia ở đâu, có thể tra được không? Hàn Lập như đang suy nghĩ khẽ gật đầu, lại hỏi, ta biết ngươi sẽ hỏi như vậy, việc ta làm ngươi còn lo lắng sao? Thạch Xuyên không cười ha ha một tiếng, lật tay lấy ra một khối ngọc giản bản đồ. Thần thức Hàn Lập chui vào đó, đuôi lông mày giật lên, nhanh chóng lui thần thức ra. Lệ đạo hiếu, tuy ta không biết ngươi tìm gì ở tích lân không cảnh, nhưng nơi đó là một chỗ hiểm địa, tốt hơn ngươi không nên đến đó. Thạch Xuyên không nghiêm trọng nói ra, đa tả Thạch Đạo Hiếu đã nhắc nhở, đúng rồi, còn một tin tức nữa là gì? Hàn Lập cười cười, không muốn nói đến chuyện này nhiều liền đổi chủ đề. chương 843, vì Hồng Nhan, còn chuyện kia, chính là tu sĩ phi thăng tên là Tử Linh mà ngươi nhờ ta tìm, đã có tin tức. Thạch Xuyên không có chút chế diễu, nhìn Hàn Lập nói ra. Chuyện này là thật, Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đứng lên, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước hắn nhờ cậy Thạch Xuyên không tìm kiếm Tử Linh, kỳ thật căn bản không có hy vọng có thể tìm được Tử Linh. Dù sao chính hắn phi thăng đến chân tiên giới cũng không có bao lâu, lấy tốc độ tu luyện của tử linh, chưa hẳn có thể đạt tới trình độ phi thăng. Hắn làm như vậy chỉ là để bọn Thạch Xuyên không lưu tâm một chút đến nàng này, ngày sau nếu tử linh phi thăng đến ma vực thì chiếu cố nàng nhiều hơn một chút, nhưng không tưởng được Thạch Xuyên không lại tìm được. Tự nhiên, sự tình của người tam ca cũng có chút để tâm, phái người đi đến từng nơi thánh vực có tu sĩ hạ giới phi thăng. Cuối cùng tại phi thăng đài ở Hắc Thủy vực phát hiện một vị nữ tu phi thăng hơn trăm năm trước, rất là giống với nàng tử linh mà lệ đạo hữu nói lúc trước, thật đúng là tuyệt sắc gia nhân A. À. Thạch xuyên không đầu tiên cảm thán một tiếng, sau đó lật tay lấy ra một viên châu màu xanh lớn chừng bàn tay, bấm niệm pháp quyết một cái. Trên viên châu nổi lên thanh quang nhu hòa, bên trong viên châu hiện ra một thân ảnh nữ tử váy đen, nàng này tóc đen nhánh dài tới eo, ngũ quan tinh xảo, nhất là hai hàng lông mày như vẽ, thật là một mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ là thần sắc lộ ra một cỗ lạnh ý nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại càng thêm mị lực, đúng là tử linh. Hàn Lập nhìn bóng hình xinh đẹp thanh lệ có chút quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm kia, thân hình không khỏi chấn động, trong mắt hiện ra từng tia nhu tình, ước chừng qua mười mấy hơi thở sau mới khôi phục bình thường. "Này, Lệ huynh, ngươi không sao chứ? Xem ra không sai rồi, quen biết ngươi lâu như vậy, bộ dạng thất thần của ngươi như thế đúng là lần đầu tiên ta thấy. Lúc nào đó kể cho ta nghe một chút chuyện của ngươi cùng vị hồng nhan này nha, khẳng định là rất đặc sắc a." À? Thạch Xuyên không nhìn thấy thần sắc Hàn Lập, có chút trêu chọc nói ra đúng vậy nàng chính là người ta muốn tìm không biết bây giờ nàng ở nơi nào hàn lập cũng không xấu hổ lập tức hỏi lệ huynh trước người bình phục tâm tình một chút chuyện là như vầy tu sĩ có thể phi thăng từ hạ giới đến thánh vực bởi vì tiềm lực bất phàm phần lớn sẽ bị thế lực phụ cận mời gia nhập vị tử linh tiên tử này không chỉ có dung mạo tuyệt hảo nghe nói tư chất cũng cực kỳ bất phàm bởi vậy bị một vị đại la hắc thủy vực nhìn chúng thu vào dưới trướng thạch xuyên không trần chờ một chút thần sắc có chút cổ quái nói ra xem ra vị đại la này có vấn đề gì à? Hàn lập nghe vậy, nhíu mày hỏi, người này tên là Hắc Hà Thượng Nhân, là một vị tu sĩ đại la cảnh rất có danh tiếng trong thánh vực, làm người thì cũng coi như bình thường, ngay cả có nhiều như vậy. Thạch Xuyên không nói đến phần sau, có chút rối loạn quanh co lên. Có những thứ gì, trong lòng Hàn lập trầm xuống, có loại dự cảm bất tường. Là nam nhân nha, nhiều ít luôn luôn có chút phụ kia, người này mặc dù đã tu thành đại la cảnh, nhưng cũng không ngoại lệ, nhất là dung mạo tử linh tiên tử như vậy, tại toàn bộ thánh vực cũng là hiếm thấy, cho nên liền. Người minh bạch chưa, Thạch Xuyên không khoa tay múa chân vài cái, cười khan một tiếng nói ra. Hàn Lập nghe được lời này, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, lập tức cất bước đi ra bên ngoài. Lệ đạo hữu yên tâm, Hắc Hà Thượng Nhân có quan hệ không tệ cùng Tam Ca, song phương xem như là quan hệ kết minh, Tam Ca của ta tra được việc này, sau đó lập tức đưa tin cảnh báo Hắc Hà Thượng Nhân, chỉ là trước mắt còn chưa nhận được hồi đáp. Thạch Xuyên không lập tức đi theo, trong miệng nhanh chóng nói ra. Hàn Lập không nói một lời, rất nhanh ra khỏi phủ đệ tam hoàng tử. Ngoài cửa đang có một cỗ thú xa, hiển nhiên là Thạch Xuyên không đã chuẩn bị tốt cho hắn. Ta nhớ là bên trong dạ dương thành có truyền tống trận liên thông các nơi, không biết có đi đến hắc thủy vực không. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu lại hỏi Thạch Xuyên không. Có, lệ đạo hữu đi theo ta. Thạch Xuyên không thở dài, sau đó leo lên thú xa thú xa chở hai người bay về phía trước, sau nửa canh giờ liền đi tới trước một kiến trúc cung điện khổng lồ bên trong lạc giả khu. Điện này cao chừng trăm trượt, chiếm diện tích thật lớn, chừng mười mấy mẫu, toàn thân đen nhánh, trên cửa điện cực lớn treo một tấm biển màu vàng, viết ba chữ to thái huyền điện. Nơi đây có chút náo nhiệt, lối vào ngừng không ít thú xa, cũng không ít người ra vào. Truyền tống điện trong dạ dương thành có hai nơi, nơi đây là thái huyền điện, chuyên để cho hoàng thất, hoặc là người quý tộc sử dụng còn chỗ kia là thái nguyệt điện trong ma ha khu nơi đó là cho tu sĩ bình thường hoặc thương khách sử dụng về quy mô thì thái huyền điện nơi đây lớn hơn một chút thạch xuyên không giải thích trên đường đi hàn lập đều trầm mặc không nói thạch xuyên không thì cố ý tìm thêm chủ đề khuyên bảo tâm tình hàn lập thạch đạo hữu không cần lo lắng ta không sao vừa mới chợt nghe việc này có chút thất thố hàn lập hít sâu một hơi thần sắc khôi phục bình tĩnh vậy thì tốt thạch xuyên không gật đầu nói hai người lập tức lẫn vào trong đám người, đi vào Thái Huyền Điện. Mặt đất trong điện được phủ lên gạch ngọc màu trắng hoa mỹ dị thường, bốn phía và trên đỉnh khảm nạm từng khỏa tinh thạch màu trắng to bằng chén cơm, chấp động lên bạch quang nhu hòa, phản chiếu cả tòa đại điện sáng rực dị thường. Từng cây cột đá đứng vững ở nơi này, chống đỡ nóc nhà, mà trên mặt đất tọa lạc từng tòa bệ đá màu trắng, có chừng trên trăm tòa. Trên từng bệ đá đều bố trí một pháp trận truyền thống vận chuyển ông ông, tản ra bạch quang nhu hòa, bên cạnh dựng đứng một khối thạch bài, trên đó ghi rõ địa phương cần đến. Tình huống nơi này cơ bản giống với truyền tống điện mà Hàn Lập thấy trước đây, chỉ là mỗi một tòa pháp trận truyền tống ở đây đều dị thường phức tạp. Thạch Xuyên không dường như quen thuộc nơi này, mang theo Hàn Lập đi thẳng tới trước một truyền tống trận sâu bên trong, bên cạnh có một thạch bài viết ba chữ to hắc hà thành. Giờ phút này bên trong truyền tống trận không có một bóng người, Hàn Lập không chút do dự tính cất bước lên. Vị đạo hữu này, ngươi là lần đầu tiên đến Thái Huyền Điện để dùng truyền tống trận hay sao? Muốn dùng truyền tống trận cần phải mua truyền tống phủ trước. Bên cạnh truyền tống trận có một nam tử áo tím đưa tay ngăn hàn lập lại, sau đó chỉ hướng đại điện một bên. Nơi đó có một bàn đá dài mảnh, trước bàn đá đang xếp 10 hàng người. Thạch Xuyên không thấy vậy, trực tiếp lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu vàng tím, một mặt điêu khắc hai dao long giao nhau, mặt kia viết ba chữ thiên thương hầu. a à, nguyên lai là thập tam hoàng tử điện hạ, Tiểu nhân thất lễ, mong rằng thứ tội. Sắc mặt nam tử áo tím biến đổi, vội vàng cười làm lành nói, nhường đường ra. Hàn lập không để ý đến người này, bước lên truyền tống trận, thạch xuyên không cũng cất bước đi tới. Thạch đạo hiếu, bây giờ ngươi còn có không ít chuyện phải xử lý, cũng không cần đi theo giúp ta chuyến này. Đợi xử lý xong việc này, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Hàn lập nhíu mày một chút, nói ra, lệ đạo Hữu nói gì vậy? Sự tình thiên hồng vực, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không có kết quả hơn nữa những năm qua lục đục cùng bọn đại ca, ta cũng có chút mệt mỏi, hay là theo ngươi đi chuyến này, tạm thời giải sầu đi. Thạch Xuyên không khoát tay áo, cười nói, cũng tốt, vậy đa tạ ngươi rồi. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một chút cảm kích, Hắc Hà Thượng Nhân là một tồn tại đại la cảnh, so với mình cao hơn trọn vẹn một đại cảnh giới, hắn thật sự không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể mang tử linh bình yên rời đi từ tay lão, có vị hoàng tử Thạch Xuyên không này cùng đi, có thể sẽ xử lý được rất nhiều chuyện. Thập tam hoàng tử điện hạ, khối lệnh bài hầu tước của ngài, mỗi trăm năm có ba lượt miễn phí truyền tống, lần này truyền tống hai người, cũng chính là dùng xong hai lần miễn phí A. Nam tử áo tím kia lấy ra một ma khí màu tím hình dạng gương đồng, chiếu lên lệnh bài thạch xuyên không một cái, sau đó cung kính nói. Không cần nói nhảm nữa, những chuyện này ta tự nhiên biết rõ, nhanh khởi động truyền tống trận đi. Thạch xuyên không không kiên nhẫn phất tay nói ra, nam tử áo tím lập tức gật đầu, lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu trắng, nói lẩm bẩm một chút pháp trận truyền tống lập tức nhanh chóng vận chuyển, phóng ra bạch quang ngút trời. Thân ảnh hai người nhoáng một cái, lập tức biến mất vô tung. Trước mắt Hàn Lập chất động bạch quang, tầm mắt khôi phục lại, phát hiện người đã xuất hiện trong một tòa đại điện khác. Điện này chỉ lớn mười mấy trượng, pháp trận truyền tống chỉ có ba cái, người trong điện cũng không nhiều, bộ dạng vắng vẻ. Hai người Hàn Lập cũng không dừng lại ở chỗ này, lập tức rời khỏi đại điện. Bên ngoài là một thành trì không quá lớn, được xây dựng bên cạnh một con sông lớn màu đen nước sông dậy sóng chảy xiết qua, phát ra tiếng cuồn cuộn như sấm rền, trong thành cũng có thể nghe được rõ ràng. Cảnh tượng trong thành thoạt nhìn cũng như vậy, cũng không có phồn hoa, so với hùng cứ thành thì kém hơn rất nhiều. Bên trong hắc thủy vực có sông hồ rất nhiều, cho nên mới có tên như vậy, chỉ là nơi đây vắng vẻ, hơn nữa không có tài nguyên khoáng sản gì, hoặc hung thú có thể đánh bắt, coi như là vùng đất cằn cỗi so với mấy vực khác. Thạch Xuyên không nói ra, Hàn Lập gật gật đầu, thiên địa linh khí cùng ma khí nơi này, So với Dạ Dương thành sắc thực kém hơn rất nhiều. Điều tốt duy nhất ở đây chính là nội thành không có cấm chế cấm bay. Hai người đi ra đại điện, lập tức bay lên trời, rất nhanh rời khỏi thành. Thạch Xuyên không lập tức tế ra ô thần phi toa, chờ hai người phi độn về một hướng. Vị Hắc Hà thượng nhân kia ở tại một hồ lớn trong Hắc thủy vực, cách nơi đây hơn hai tháng lộ trình, lệ đạo hữu chớ nóng vội, hay là trước nghỉ ngơi dưỡng sức đã. Hắc Hà thượng nhân cũng không phải là người đại khí, chuyến này chưa hẳn là trôi chảy. Thạch Xuyên không nhíu mày nói ra, Hàn Lập nghe vậy, nhíu mày một chút, bởi vì thân thể Xuyên không, thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân, thái ất thần mộc chỉ khôi phục non nửa, rất nhiều thần thông thời gian đã giảm bớt uy lực. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng không thể lui về phía sau. Hàn Lập lập tức thở nhẹ một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Mà tay áo Thạch Xuyên không run lên, phanh một tiếng vang nhỏ, một phù lục màu tím bắn ra, lóe lên hóa thành vô số phù văn màu tím, dung nhập vào trong ô thần phi toa. Mặt ngoài ô thần phi toa chấp động ánh sáng tím, phía trước hóa thành một đầu chim uốn lượn, ở giữa có ánh sáng tím lóe lên, thổi phù một tiếng ngưng tụ ra hai cánh chim màu tím rộng lớn dài mười mấy trượng, toàn bộ phi toa hóa thành một đầu đại điều màu tím đen. Tốc độ phi toa đột nhiên tăng lên gần nửa, hóa thành một đạo cầu vồng màu tím thật dài, biện chấp phá không bay tới phía trước. Chương 844, đắc tội. Hai tháng sau, thân ảnh hai người Hàn Lập xuất hiện trên không một hồ nước lớn. Nói là hồ nước nhưng mặt hồ minh mông bắt ngát, sóng lớn cuộn trào, thỉnh thoảng từng trận hơi nước bốc lên, không khác biển rộng là bao. Hồ này tên là Thiên Ba Hồ, Hắc Hà Thượng Nhân đang ở sâu trong nội cung dưới đáy hồ. Lệ đạo hiếu, theo y ta, không bằng chúng ta tiên lễ hậu binh. Thạch Xuyên không liếc nhìn Hàn Lập, nói, Thạch đạo hiếu yên tâm, đối phương là tồn tại Đại La, lại là người kết minh với Tam Hoàng Tử, ta sẽ làm việc không xúc động đâu. Thần sắc Hàn Lập bây giờ đã khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói. Thạch Xuyên không thấy vậy, trong lòng âm thầm thả lòng. Lại nói, nơi đây xem như là biên giới của Hắc Thủy Vực, qua hồ nước này là đến Hắc Man Vực à? Hàn lập chợt mở miệng hỏi, không sai, Thạch Xuyên không nghe vậy khẽ giật mình, lập tức thở dài nói. Tích lân không cảnh ở trong hắc man vực, cách nơi này không xa. Hàn lập chậm rãi gật đầu, nhưng không lên tiếng. Hai người lập tức bay vào trong hồ, bí mật đi sâu xuống. Thiên ba hồ cực kỳ sâu, Hai người lặn xuống chừng mấy vạn trượng vẫn không thấy chút dấu hiệu nào đến đáy. Lúc này áp lực nước cực lớn đè ép từ bốn phương tám hướng, dù là Hàn Lập cũng cảm thấy có chút không khỏe. Thạch Xuyên không há miệng phun một cái, phun ra một viên châu màu thủy lam. Ánh sáng màu lam nhu hòa tản ra từ viên châu, hình thành một quang đoàn màu lam thật lớn bao trùm hai người, áp lực xung quanh lập tức biến mất toàn bộ. Quang đoàn màu lam bao lấy hai người, tiếp tục bí mật đi tới trước, lại đi tiếp mấy ngàn trượng, cuối cùng cũng tới đáy hồ chỉ là nền đất đáy hồ nhấp nhô cao thấp, giống như dãy núi liên nguyên. Trên nền đất lại nứt ra từng khe hở cực lớn, bên trong âm u sâu vô cùng, tựa hồ liên thông cửu u vô tận. Thạch Xuyên không thúc dục quang đoàn màu lam, chui vào một cái khe thật lớn, tiếp tục đi xuống phía dưới. Thạch Đạo Hữu rất quen thuộc với nơi này, chẳng lẽ trước kia đã tới đây. Hàn Lập thấy bộ dạng Thạch Xuyên không có vẻ sành sỏi, không khỏi hỏi. Không có, chỉ là năm đó Tam Ca và Hắc Hà thượng nhân kết minh ta cũng xuất ra một phần lực trong đó, đã từng cẩn thận điều tra tình huống nơi này của Hắc Hà Thượng Nhân. Thạch Xuyên không cười nói, thì ra là thế, Hàn Lập nghe vậy ánh mắt chấp lên, cũng không hỏi nữa. Tính chất nước dưới đáy hồ bắt đầu dần có chút khác biệt so với bên trên, càng thêm nặng nề sền sệt, hơn nữa màu sắc càng đậm thêm, hiện lên một màu đen kịt, có vài phần tương tự với trọng thủy. chung quanh ánh sáng hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, dù lấy thị lực của hai người cũng không cách nào nhìn thấy quá xa lần này lặn xuống không lâu, trước mắt hai người liền sáng lên. Chỉ thấy không gian khe hở phía trước đột nhiên biến lớn, một mảnh hang động cực lớn dưới nền đất hiện ra. Trung tâm hang động đột nhiên lơ lửng một hòn đảo cực lớn rộng chừng vạn mẫu. Toàn bộ hòn đảo này không phải đất cát sỏi đá bình thường mà là tinh thạch màu đen, phía trên tạc ra từng gian đình đài lầu các, hình thành một mảnh cung điện liên miên. Trên tòa cung điện lớn nhất treo một tấm biển lớn khoảng hơn 10 trượng, trên đó viết bốn chữ to Hắc Hà Thủy Cung. Toàn bộ hòn đảo phát ra từng trận thủy quang, mặc dù là màu đen nhưng lại khiến người ta có cảm giác một loại ánh sáng óng ánh long lanh, khiến nơi này thoạt nhìn giống như thủy tinh cung dưới đáy biển, cực kỳ hoa mỹ bao la hùng vĩ. Mà bốn phía hòn đảo được bao bọc bởi một màn hào quang cực lớn trong suốt màu đen, ngăn cách nước hồ chung quanh. Trên màn hào quang màu đen mơ hồ có thể thấy chẳng chỉ cấm chế phù văn, cấm chế tản mát ra chấn động nhẹ nhẹ khiến người ta sợ hãi. Hàn Lập không chút nghi ngờ nếu có người mạnh mẽ tập kích, cấm chế màn hào quang màu đen này sẽ bộc phát, ngay cả tu sĩ thái ất cảnh cũng có thể bị giết trong nháy mắt. Cuối cùng đã tới, cả tòa đảo này chính là một khối thái âm thủy ngọc cực lớn, được Hắc Hà Thượng Nhân dùng thần thông tế luyện không biết bao nhiêu vạn năm, hiện giờ toàn bộ hòn đảo coi như là một kiện ma bảo khổng lồ, vô cùng lợi hại. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta vẫn không nên xung đột với hắn thì tốt hơn. Thạch Xuyên không thấp giọng nói ra, Hàn Lập nhìn hòn đảo cực lớn trước mắt, không nói gì, sâu trong ánh mắt lại hiện lên một tia kiên định. Thạch Xuyên không thấy vậy thở dài, biết rõ khuyên nữa cũng không có tác dụng, liền không nói gì thêm, lật tay lấy ra một khối ngọc bài màu lam, sau khi nói lẩm bẩm vài câu, vất tay ném ra ngoài. Ngọc bài hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, lóe lên xuyên qua màn hào quang màu đen, chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Sau một lát, một thanh âm nữ tử có vẻ đề phòng truyền ra từ bên trên hòn đảo, đạo hữu phương nào quang lâm hắc hà thủy cung tại hạ thạch xuyên không đặc biệt đến bái kiến hắc hà thượng nhân thạch xuyên không tiến lên trước một bước lật tay lấy ra một lệnh bài màu tím chắp tay cười nói thì ra là thập tam điện hạ không nghênh đón từ xa xin thứ lỗi thanh âm cô gái kia dừng một chút rồi nói vừa dứt lời màn hào quang màu đen phía trước hai người hàn lập hiện ra một vòng xoáy hắc quang trói mắt lập tức tách ra hai bên lộ ra một thông đạo lớn chừng mấy trượng hàn lập thầm nghĩ danh hào hoàng tử dùng thật tốt đồng thời trong lòng thêm cảm kích thạch xuyên không nếu không có y đi theo lấy sự cẩn thận của người kia chỉ sợ muốn đi vào hắc hà thủy cung này cũng khó khăn hắn và thạch xuyên không liếc nhau bay vào thông đạo thân thể hai người vừa mới bay vào trong đó từng đạo hắc quang đột nhiên hiện lên tuôn ra như thủy triều thoáng cái bao trùm hai người hàn lập nhíu mày nhưng không chống cự trước mắt hắn chợt hoa lên sau một khắc xuất hiện trong một tòa đại sảnh diện tích đại sảnh khá lớn vách tường xung quanh và mặt đất đều là màu đen óng ánh, ngay cả các vật như ghế ngồi trong sảnh cũng tương liên xít sao với mặt đất, tất nhiên là được điêu khắc thành, tinh xảo và hoàn chỉnh, không chỗ nào không hài hòa. Một trận tiếng bước chân từ trong sảnh truyền ra, một mỹ phụ mặc vũ y kim tuyến màu lam nhạt, tóc mây cao ngất, cài ba cây phượng châm kim lũ đi ra, sau lưng còn đi theo bốn vị thị nữ kính cẩn. Nàng này thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi, màu da trắng nón, dung mạo xinh đẹp, chỉ là hai hàng lông mày hơi thẳng, làm cho người ta có loại cảm giác lang lệ ác liệt ánh mắt hàn lập thoáng nhìn tu vi nàng này cũng không yếu đã đạt đến cảnh giới thái ất sơ kỳ xem khí độ tư thế này tựa hồ là nhân vật trọng yếu trong hắc hà thủy cung thập tam hoàng tử điện hạ giá lâm không thể lấy lễ hoàng tử cung nghinh xin thứ lỗi mỹ phụ vũ y chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái nghe thanh âm thì chính là người vừa mới cách không truyền âm kia phu nhân khách khí là do hôm nay chúng ta đến quá mức đột ngột thạch xuyên không cười nói Mỹ phụ vũ y liếc nhìn Hàn Lập, cương ngạnh nhíu mày, lại không nói gì thêm. Lệ đạo hiếu, vị này chính là cúc phu nhân, là đạo lữ hắc hà tiền bối. Còn vị này chính là lệ đạo hiếu, tuy rằng đến từ tiên vực nhưng là chi kỳ hảo hiếu của thạch mỗ. Lệ đạo hiếu thần thông quảng đại, phụ hoàng cũng có chút tán thưởng. Thạch xuyên không nhìn mặt mà nói chuyện, giới thiệu song phương. Cúc phu nhân, lệ mỗ hữu lễ, Hàn Lập nghe vậy trong lòng khẽ động, chắp tay thi lễ một cái. Cúc phu nhân nghe vậy, Nhìn Hàn Lập nhiều thêm một cái, thái độ hòa hoãn một chút, hơi khẽ khom người, coi như hoàn lễ. Không biết lần này Thập Tam hoàng tử điện hạ đại giá Quang Lâm Hắc Hà thủy cung ta là có gì chỉ giáo. Cúc phu nhân mời hai người ngồi xuống, lại gọi thị nữ sau lưng dâng nước trà trái cây lên, rồi mới lên tiếng. Chỉ giáo thì không dám, hôm nay Thạch Mỗ đến có một chuyện muốn thỉnh giáo Hắc Hà tiền bối, không biết Hắc Hà tiền bối có trong cung không. Thạch Xuyên không hỏi, ai nha, điện hạ tới không khéo phu quân nhà ta vì tu luyện một môn đại pháp, nhiều năm trước đã bế quan, chỉ sợ không thể ra gặp mặt điện hạ được. Ánh mắt cúc phu nhân lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói. Hàn lập nghe vậy, trong lòng âm thầm buông lòng, như vậy thật đúng là không khéo. Ánh mắt thạch xuyên không liếc qua hàn lập, mở miệng nói. Trước khi phu quân bế quan đã bảo ta làm chủ sắp xếp các công việc trong hắc hà thủy cung, không biết điện hạ tới tìm phu quân nhà ta cần làm chuyện gì. Chỉ cần không phải chuyện đại sự quá lớn, cũng có thể nói cùng ta cúc phu nhân vén lại mái tóc bên tai mỉm cười nói tuy rằng nàng tận lực che giấu nhưng sắc mặt vẫn đang lộ ra một chút tự đắc ha ha lại nói xác thực không phải là đại sự gì ta nghe nói hơn trăm năm trước hắc hà thủy cung triệu nhập một người phi thăng từ hạ giới tên là tử linh không biết có việc này không thạch xuyên không xoay chuyển ánh mắt vừa cười vừa nói cúc phu nhân nghe vậy nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất khuôn mặt trắng như tuyết thoáng cái treo một tầng xương lạnh trong mắt nổi lên vẻ ghen ghét đồng thời cũng hiện lên một vòng hàn quang lăng lệ ác liệt khiến người rét run chỉ là những biến hóa kia chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt sau một khắc sắc mặt cúc phu nhân liền khôi phục bình tĩnh nói a à, đúng là có một người như thế không biết vì sao thập tam hoàng tử điện hạ lại hỏi người này mặc dù sắc mặt cúc phu nhân chỉ biến hóa thoáng qua nhưng hàn lập và thạch xuyên không đều nhìn thấy trong mắt trong lòng hàn lập trầm xuống nhưng không mở miệng kỳ thật cũng không có đại sự gì vị tử linh kia là bằng hữu quen biết của lệ đạo hữu ở hạ giới lệ đạo hữu nghe nói nàng ấy phi thăng tới thánh vực hôm nay đặc biệt tới bái phỏng không biết phu nhân có thể mời tử linh cô nương đi ra để bọn họ gặp mặt một lần không thạch xuyên không trịnh trọng nói ha ha bằng hữu chỉ sợ là tình nhân a à. hồ mị tử chính là hồ mị tử đi tới chỗ nào cũng câu dẫn nam nhân cúc phu nhân lườm hàn lập cười lạnh một tiếng nói tử linh vừa mới phi thăng thánh vực hoàn toàn chưa quen thuộc nơi này nếu nàng có gì đắc tội, lễ mỗ nguyện bồi tội thay nàng." Ý nghĩ trong đầu Hàn Lập chuyển động, đứng dậy chắp tay thi lễ một cái. "Đắc tội? Hừ," Cúc phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa. "Để bình ổn khó chịu của phu nhân, chỗ này ta có vài tài liệu coi như không tệ, xin vui lòng nhận cho." Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, vung tay lên, một đạo hào quang thanh sắc bắn ra từ trong tay hắn, lướt nhẹ qua bên cạnh cái bàn. Trên mặt bàn lập tức nhiều ra bốn đồ vật, là một tiểu kỳ màu lam một đại ấn màu tím đen, một khối băng tinh màu lam, cuối cùng là một đoạn cây gỗ khô màu đen. Tiểu kỳ màu lam và đại ấn màu tím kia đều là ma khí, hơn nữa đều là ma bảo nhập phẩm, mà băng tinh màu lam và cây gỗ khô màu đen cũng đều là tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc, mỗi cái đều tản mát ra lực lượng pháp tắc cực kỳ khổng lồ, mơ hồ còn hơn cả hai kiện ma khí kia. Những tài liệu ma khí này đều tìm được từ trong pháp khí chữ vật của chiếu cốt chân nhân, dù là thạch xuyên không nhìn thấy cũng phát thèm. Cúc phu nhân thấy mấy thứ này, Ánh mắt khẽ động, nhưng lập tức lại hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn lên trời, không nhìn những vật kia nữa. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, "Khụ, Cúc phu nhân, bất kể như thế nào, có thể nể mặt Thạch Mỗ hay không, cho hai người bọn họ gặp mặt một lần." Thạch Xuyên không ho nhẹ một tiếng, nói, "Chương 845, lưu đày, nếu như thập tam điện hạ đã mở lời, thân thiếp há có thể bỏ ngoài tai." Chẳng qua Tử Linh kia hiện tại không có ở Hắc Hà thủy cung, thân thiếp muốn gọi đến cũng không được. Cúc phu nhân trao mày lộ ra vẻ khó xử. Không có ở đây, vậy nàng đi đâu? Trong lòng hàn lập lắng xuống, lập tức truy vấn. Trong hắc hà thủy cung ta có rất nhiều tu sĩ, cũng không cấm bọn họ ra ngoài. Hồ ly tinh kia lại được phu quân ta đặc biệt chiếu cố, có thể tùy ý xuất nhập cung, nàng ta đi đâu làm sao ta biết được. Sắc mặt Cúc phu nhân nhìn hàn lập không được tốt lắm, không chút khách khí nói ra. Cúc phu nhân vừa nói, trước khi hắc hà tiền bối bế quan đã để cho người chủ trì mọi việc trong hắc hà thủy cung tử tinh đi đâu, hẳn là ngươi phải có đầu mối chứ. Lúc này, Hàn Lập quan tâm đến an nguy của tử linh. Cúc phu nhân lại nói năng lỗ máng, cơn giận trong lòng hắn đang dần dâng lên, trầm giọng nói. Ngươi là ai, thiếp thân nể mặt thập tam hoàng tử mới cho tặc tử tiên vượt ngươi bước vào hắc hà thủy cung. Dám chất vấn ta hết lần này đến lần khác, hắc hà thủy cung không hoan nghênh vị ác khách này, cút ra ngoài cho ta. Cúc phu nhân đột nhiên trở mặt, hai tay vung lên, vách tường ở hai bên đại sảnh phát ra âm thanh vù vù ầm ý hai đạo hào quang vừa thô vừa đen từ trong đó phun ra nhanh như chấp quấn lấy thân thể hàn lập tạo thành một vòng xoáy màu đen một lực hút truyền tống mạnh mẽ từ trong xoáy nước tuôn ra bao trùm lấy thân thể hàn lập muốn ném hắn văng ra hàn lập khẽ nhíu mày bên ngoài cơ thể phát ra kim quang mạnh mẽ chân ngôn bảo luân hiện ra ngay sau lưng cấp tốc xoay tròn vô số gợn sóng màu vàng từ trên chân ngôn bảo luân tuôn trào ra lập tức bao phủ ngược lại vòng xoáy màu đen kia. Đột nhiên, vòng xoáy màu đen chậm lại và bị giam cầm ngay tại đó. Cúc phu nhân biến sắc, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thúc giục vòng xoáy màu đen. Mặc cho nàng thi pháp thế nào nhưng vòng xoáy màu đen vẫn không nhúc nhích. Cúc phu nhân, lễ mỗ không có ý làm khó ngươi, chỉ xin phu nhân cho ta biết tung tích của tử linh, nhất định tại hạ sẽ hầu tả. Hàn lập khôi phục lại tâm trạng, chắp hai tay nói. Hừ, tiểu tử chớ không cuồng, đừng tưởng rằng ta không làm gì được ngươi. Hắc hà thủy cung, ra trì lên người ta, cúc phu nhân khẽ quát một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bắt pháp quyết nhanh như bánh xe, sau đó giơ tay lên ra một chiêu. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hắc hà thủy cung đều rung động, vạn đạo hắc quang từ trong hư không hiện ra, hội tụ vào lòng bàn tay của cúc phu nhân hóa thành một tòa hư ảnh hắc hà thủy cung lớn chừng vài thước. Cái này là, khi thấy cảnh này, đồng tử trong mắt hàn lập co rụt lại không đợi hắn kịp làm gì hai tay cúc phu nhân lập tức đẩy hư ảnh hắc hà thủy cung ra đâm vào gợn sóng màu vàng quanh người hắn xoẹt xoẹt một tiếng gợn sóng màu vàng quanh người hắn như tờ giấy bị một phát đánh vỡ tan lúc này vòng xoáy màu đen lập tức được khôi phục điên cuồng chuyển động giống như một cái miệng to nuốt sống hàn lập hắn cảm thấy hoa mắt sau một khắc thì phát hiện mình đã xuất hiện ở bên ngoài hắc hà thủy cung hàn lập nhướng mày thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân chỉ mới khôi phục non nữa vốn phát huy không được bao nhiêu uy lực. Bất kể như thế nào, nếu tử tinh ở Hắc Hà Thủy Cung, hắn quyết không lùi bước. Hàn Lập hít sâu một hơi, hai tròng mắt mở to nhìn về phía màn sáng màu đen chung quanh Hắc Hà Thủy Cung. Đồng thời, kim quang trên người Hàn Lập chấp động, chân ngôn bảo luân lại nhanh chóng xoay tròn, vô số gợn sóng màu vàng ồ ạt tràn ra ập vào màn sáng màu đen kia. Lệ đạo hiếu, quả nhiên ngươi ở đây. Vào lúc này, một giọng nói ôn hòa từ bên cạnh truyền đến. Hàn lập cả kinh quay đầu lại thì thấy một thân ảnh màu tím đứng cách đó không xa, chính là thạch phá không. Tam điện hạ, sao người lại ở đây? Hàn lập ngừng tay, kinh ngạc hỏi. Mặt thạch phá không lộ vẻ cười nhạt, đang tính nói chuyện thì trong hư không kế bên chợt nổi lên sóng gió. Sau đó, một mảng hắc quang không biết từ đâu hiện ra tạo thành một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen xuất hiện không lâu thì tan biến, bóng người thạch xuyên không chợt lóe ra giống như cũng bị cúc phu nhân ném ra ngoài. Tam ca, sao người lại đến đây? Gã nhìn thạch phá không tỏ vẻ kinh ngạc. Ta nghe nói hai người các ngươi rời khỏi dạ dương thành đến hắc thủy vực. liền đoán được các ngươi vì tử linh tiên tử mà đến hắc hà thủy cung này. Chuyện đề hồn đạo hữu đến nay chưa giải quyết được, thạch mỗ vẫn luôn hổ thẹn trong lòng. Dù thế nào thạch mỗ cũng phải góp một phần sức lực, cho nên ta mới lập tức chạy tới đây. Thạch phá không áy náy nói ra, tốt quá, có tam ca suốt mã nhất định có thể cứu tử linh đạo hữu ra ngoài, lệ đạo hữu cứ yên tâm đi. Thạch Xuyên không nghe vậy mừng rỡ nói, đa tà tam điện hạ, trong lòng Hàn Lập cảm kích, chắp tay nói, tình hình bây giờ thế nào rồi, hành động của các người hình như không được thuận lợi lắm thạch phá không vẫy tay rồi hỏi. Hàn Lập lộ vẻ cười khổ, kể lại tường tận một lần những chuyện đã xảy ra trong Hắc Hà Thủy Cung. Cúc Phu Nhân là đạo lữ của Hắc Hà Thượng Nhân, nữ nhân này có tu vi khá cao nhưng khí lượng không lớn. Hơn nữa lại có tính ghen tuông, chắc tử linh đạo hữu có phần được Hắc Hà Thượng Nhân coi trọng nên quốc phu nhân mới sinh lòng ghen ghét mà lệ đạo hữu ngươi và tử linh là hảo hữu quốc phu nhân giận cá chém thất nên mới không báo cho ngươi tình huống của tử linh lúc này thạch phá không nghe xong suy nghĩ một chút rồi nói ra chuyện này ta cũng đoán được chút ít mặc kệ nàng ta có nguyện ý hay không ta vẫn không tiếc bất cứ giá nào bắt chính miệng nàng nói ra bây giờ tử tinh đang ở đâu trong mắt hàn lập lóe lên vẻ lạnh lùng kim quang trên người lại sáng lên tuy tử linh không phải là đạo lữ của hắn nhưng trong suy nghĩ của hắn, Tử Linh cũng như Nam Cung Uyển đều có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nếu không biết rõ thì thôi nhưng nếu biết rõ đối phương có thể ở tình thế nguy hiểm, tất nhiên hắn không thể ngồi yên, bỏ mặc được. Lệ đạo hiếu, người nóng lòng cứu bạn hiếu của mình ta có thể hiểu được nhưng dùng sức mạnh để giải quyết việc này thật không sáng suốt. Hắc Hà Thượng Nhân là tu sĩ Đại La Cảnh, vì lão ta hiện tại không trong động phủ nhưng sau này truy lại thì chỉ sợ lúc đó đạo hiếu sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Thạch phá không vội vàng ngăn hàn lập, nói ra. Ta cũng biết là cử động lần này không ổn nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác. Hàn lập nhíu mày nói ra, nếu lệ đạo hữu tin tưởng thạch mỗ, việc này hãy giao cho ta đi, ta có quan hệ kết minh với hắc hà thượng nhân, quốc phu nhân kia vẫn có chút xem trọng ta, để ta đi hỏi thăm, không chừng nàng sẽ nói ra. Thạch phá không thành khẩn nói, không sai, hay là để tam ca đến hỏi xem sao, nếu không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác. Thạch xuyên không nói, vậy cũng được, phải trông cậy vào tam điện hạ rồi. Hàn Lập cân nhắc rồi chắp tay nói ra, tạm thời các ngươi lui xuống trước đi, Thạch Phá không suy nghĩ rồi nói với hai người bọn họ. Hàn Lập và Thạch Xuyên không nhìn nhau rồi bay về sau, thân hình nhanh chóng biến mất đằng xa. Thạch Xuyên không đứng yên một lát, sau đó bay về phía Hắc Hà Thủy Cung. Hàn Lập và Thạch Xuyên không nhìn nhau, lui về sau thật xa mới ngừng lại. Tử quang trong mắt Hàn Lập chấp động, nhưng hai mắt không hề chớp mà nhìn đăm đăm về phía Hắc Hà Thủy Cung thạch phá không lật tay lấy ra một tấm phủ lục màu lam, phất một cái, lập tức nó lóe lên, rồi chui vào trong màn sáng màu đen bao quanh hắc hà thủy cung. Một lát sau, hào quang trên màn sáng màu đen chấp động rồi mở ra một cửa vào, thân hình thạch phá không lập tức bay vào trong đó. Thấy cảnh này, trong lòng hàn lập cũng thầm thở nhẹ ra. Lệ đạo hiếu, người cứ yên tâm đi, tam ca tài trí vô cùng, lại rất khéo ăn nói, có hắn xuất mã, nhất định có thể hỏi ra tung tích của tử linh đạo hiếu. Thạch Xuyên không cười nói. Ta cũng hy vọng như vậy. Hàn lập thở dài nói ra. Hai người lặng lặng ở đây chờ đợi, thoáng một cái đã qua hơn nửa canh giờ. Hắc hà thủy cung không có chút động tĩnh nào, sắc mặt hàn lập vẫn bình tĩnh. Trái lại thạch xuyên không cứ đứng ngồi không yên, nhiều lần muốn nở miệng nói gì đó nhưng thấy sắc mặt hàn lập không tốt nên đành nuốt lại vào miệng. Kết quả vào lúc này có một màn sáng màu đen chợt chấp động, rồi lộ ra một thông đạo. Thạch phá không từ đó bay ra hướng về phía hai người họ, nhanh chóng đến gần. Hàn Lập và Thạch Xuyên không thấy vậy, vội vàng ninh đón. Tam Điện Hạ, thế nào rồi? Hàn Lập hỏi, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã tra được tình hình của tử linh đạo hữu trong những năm qua ở Hắc Hà Thủy Cung và biết bây giờ nàng đang ở đâu rồi. Thạch Phá không cười nhạt nói, Hàn Lập nghe vậy vui vẻ, trong lòng buông lỏng. Ha ha, ta đã nói, tam ca mà xuất mã, không có chuyện gì là không làm được. Thạch Xuyên không cười to nói, đa tả tam điện hạ, không biết sau khi vào Hắc Hà Thủy Cung, tử linh đã trải qua như thế nào. Hàn lập chắp tay thi lễ với thạch phá không một cái, sau đó hỏi. Sau khi tử linh đạo hữu phi thăng đến thánh vực thì bị hắc hà thượng nhân để mắt đến vì dung mạo và cả tư chất. Tính thu nàng làm thê thiếp nhưng tính cách của tử linh đạo hữu rất kiên cường, dù chết vẫn không đồng ý. Hắc hà thượng nhân không muốn dùng sức mạnh ép buộc, hơn nữa lúc ấy y nóng lòng bế quan nên tạm thời giao tử linh đạo hữu cho người khác trông coi. Thạch phá không nhìn hàn lập một cái thật sâu, sau đó mới từ từ mở miệng nói ra. Nghe được lời này, trong lòng Hàn Lập âm thầm thả lòng. Tốt quá, tử linh đạo hữu không phải chịu nhục, trinh tiết cũng không bị tổn hại, lệ đạo hữu người có thể yên tâm rồi. Thạch Xuyên không dùng sức vỗ vai Hàn Lập một cái nói ra. Thập tam đệ, người đang nói cái gì vậy? Thạch phá không chừng mắt khiển trách Thạch Xuyên không một cái. Lúc này, Thạch Xuyên không mới ý thức được mình đã nói bậy, gãi gãi đầu, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Thập tam điện hạ cũng không nói sai, chẳng qua tử linh một thân một mình, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không phải là lỗi của nàng. Vậy sau đó thì sao, bây giờ tử linh có phải ở trong hắc hà thủy cung này không? Hàn lập thản nhiên nói ra, sau khi hắc hà thượng nhân bế quan, tử linh đạo hữu định chạy trốn khỏi hắc hà thủy cung. Cúc phu nhân chẳng những không ngăn cản, trái lại còn âm thầm để cho nàng chạy thoát. Cho nên hiện tại tử linh đạo hữu không có ở hắc hà thủy cung. Thạch phá không thở dài, nói ra, vậy chuyện lần này dễ xử lý rồi, tuy rằng thánh vực rất lớn nhưng ta muốn tìm người cũng không phải việc gì khó lệ huynh người yên tâm đợi ta trở về sẽ an bài một phen thạch xuyên không cười nói nhưng chưa nói hết câu lại phát hiện ra có gì đó không đúng liền dừng lại lúc này lông mày hàn lập bỗng nhíu lại đương nhiên cúc phu nhân hận không thể để cho tử linh sớm rời khỏi hắc hà thủy cung cho nên mới âm thầm thả nàng ra như vậy đến khi hắc hà thượng nhân xuất quan hỏi tới sẽ không trách tội lên đầu cúc phu nhân Chẳng qua Cúc phu nhân sẽ không để yên cho Tử Linh rời khỏi dễ dàng như vậy. Xem ra Lệ Đạo Hữu cũng đoán được chút ít rồi, mặc dù Cúc phu nhân không ngăn cản, nhưng khi Tử Linh đạo hữu rời khỏi không bao lâu liền phái người đi bắt lại rồi lưu đày vào trong Tích Lân Không Cảnh. Thạch Phá không nhìn Hàn Lập một cái, lắc đầu nói ra. Chương 846, mạo hiểm. Hàn Lập nghe vậy, đồng tử co rụt lại mãnh liệt, đứng đó im lặng không nói. Tích Lân Không Cảnh cũng không phải địa phương tốt đẹp gì tử linh đạo hữu vừa mới phi thăng, tu vi cũng chỉ là chân tiên cảnh, chỉ sợ. Thạch xuyên không trần chờ một chút, nói ra, hắc hà thượng nhân ngoại trừ đạo lữ là cúc phu nhân, còn có hơn 10 thị thiếp, các nàng tranh đấu với nhau không ngừng, khá giống với hậu cung hoàng đế thế tục. Tử linh đạo Hiếu có thể ở trong nội cung bình an nhiều năm như vậy, cũng thuộc dạng tâm trí bất phàm, mà trước khi hắc hà thượng nhân bế quan sợ tử linh đạo hữu bị thị thiếp khác ức hiếp, đã ban cho nàng vài kiện ma khí lợi hại hộ thân. Cho nên dù tiến vào tích lân không cảnh, tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Thạch phá không chậm rãi nói ra, hy vọng như lời Tam Điện Hạ nói. Tam Điện Hạ quả thật trí kế vô song, trong thời gian ngắn đã tra được nhiều tin tức như vậy, thật là làm cho lệ mố tự ti mặc cảm. Hàn lập thở dài, chuyển chủ để nói, đúng vậy, Tam ca, cọp cái kia khó đối phó như vậy, ngươi làm thế nào lại hỏi ra những tin tức này vậy? Thạch Xuyên không cũng tò mò hỏi, ta cùng Cúc Phu Nhân quen biết nhiều năm, hiểu rất rõ tâm tính của nàng. Kỳ thật trước khi hỏi thăm nàng, ta cũng đại khái đoán được nàng đối phó tử linh đạo hữu như thế nào, về sau lại nói bóng nói gió, tâm tư cúc phu nhân cũng không tinh tế tỉ mỉ, muốn biết rõ chút ít cũng không khó. Thạch phá không bình tĩnh nói, phảng phất như kể một việc nhỏ không đáng để ý. Tam điện hạ cảm thấy sự tình không khó, nhưng chúng ta bất luận thế nào cũng làm không được đấy. Trong mắt hàn lập hiện lên vẻ khâm phục, đều là chút ít ngư mẹo thủ đoạn thôi, không đáng nhắc tới tiếp theo lệ đạo hữu có tính toán gì không? Thạch phá không nhìn về phía Hàn Lập hỏi. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, sợ tai vách mạch rừng, chúng ta rời đi trước rồi bàn bạc kỹ hơn. Ánh mắt Hàn Lập hơi chấp động, nói như thế. Nửa tháng sau, trong một tòa biệt huyền thuộc phủ thành chủ Hắc Thủy Thành. Trong sảnh một tòa đại điện lịch sử tao nhã với phong cách cổ xưa có một chiếc bàn tròn được chế từ ô tô mộc, phía trên đặt một cái bếp lò gốm đỏ, bên trong lửa than đang cháy, trong bình gốm tử sa tỏa mạnh ra hơi nước, đẩy cái nắp bình nhảy lên không thôi. Lúc này thạch phá không đang đứng bên cạnh bàn, đưa tay bưng bình gốm lên, đổ nước vào từ một bình xứ màu thanh ngọc, xúc lá trà bên trong một lần, rồi sau đó đổ nước cũ ra, lại thêm nước mới vào. Lại ngâm tốt nước trà lần thứ hai, sau đó gã mới châm nước trà vào ba chén trà tinh xảo trên bàn, đẩy tới trước hai người đang ngồi bên cạnh chiếc bàn. Hai người này, một người tóc tuyết trắng mặc áo bào tím, một người dung mạo phổ thông hai mắt sáng như sao, không phải ai khác, chính là Thạch Xuyên không cùng Hàn Lập. Lệ đạo hiếu, lẽ nào ngươi còn chưa rõ sự hung hiểm của tích lân không cảnh, ngươi nhất định phải đi vào sao? Thạch phá không đặt bình gốm lại trên lò lửa, sau đó mở miệng nói ra. Tam ca, vị tử linh đạo hiếu kia đối với lệ huynh, không đơn giản chỉ là hồng nhan chi kỷ, cho nên ngươi không cần khuyên nữa, nếu khuyên được thì ta cũng đã cản hắn lại rồi. Thạch Xuyên không cười nói, nếu như tâm ý lệ đạo hiếu đã quyết, ta cũng không nhiều lời nữa như vậy còn ngươi, lúc nào quay về thiên hồng vực nhậm chức? Thạch phá không nói xong, nghiêng đầu sang nhìn về phía thạch xuyên không? Tam ca, lệ huynh là bạn vào sinh ra tử với ta, có ân tình rất nặng với ta, ngươi cũng hiểu được. Lần này đi đến tích lân không cảnh, ta đương nhiên phải đi cùng hắn. Chuyện quản lý thiên hồng vực, làm phiền tam ca thay mặt xử lý một chút, thạch xuyên không lúng túng cười một tiếng, nói ra, hồ đồ, phụ thân lệnh ngươi quản lý thiên hồng vực há lại trò đùa uống hồ ta làm sao để ngươi dùng thân phạm hiểm, sắc mặt thạch phá không ngưng lại, thấp giọng khiển trách. Thạch huynh, tam hoàng tử điện hạ nói không sai, tích lân không cảnh này một mình ta đi là được rồi. Trong nội tâm hàn lập ấm áp, nói ra, tam ca, người biết ta luôn luôn ân oán rõ ràng, việc kinh doanh quảng nguyên trai phát triển cũng là vì luôn coi trọng việc công bằng, bình đẳng. Lệ huynh có ân cứu mạng với ta, còn không chỉ một lần, hiện nay hắn cần ta giúp, ta làm sao có thể bỏ mặc. Thạch xuyên không khoát tay với Hàn lập, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Thạch phá không, nói ra. Thạch phá không nghe vậy, vẻ do dự trên mặt vẫn không giảm, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói: mà thôi, ta biết ngăn cản ngươi cũng không được, nếu không phải sự vụ trong tộc không thể buông xuống, ta cũng sẽ đi cùng các ngươi một chuyến này rồi. Ha ha, trong tộc rời một trăm tên Thạch xuyên không như ta cũng không sao, nhưng nếu thiếu đi một tam ca ngươi, còn không phải sẽ rối loạn sao? Thạch xuyên không cười ha ha nói: tốt rồi đừng ba hoa nữa. Về tích Lân Không Cảnh, tùy ta biết một chút, nhưng dù sao cũng chưa từng tự trải nghiệm qua, cho nên sự tình biết được cũng không chắc chắn, có thể nói cho các người biết bao nhiêu thì nói." Thạch Phá không lắc đầu, nói ra, "Làm phiền điện hạ rồi." Hàn Lập gật đầu nhẹ, thành khẩn nói, "Không sao, các ngươi lắng nghe là được." Thạch Phá không lắc đầu nói ra. Sau đó, gã bắt đầu giảng giải những gì mình biết về tích Lân Không Cảnh. Ước chừng sau nửa khắc chuông, Thạch Phá không giảng giải xong, cổ tay vòng một cái, lấy ra những đồ vật khác nhau, phân biệt đưa cho Thạch Xuyên không cùng Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận, hắn vừa nhìn qua, phát hiện đó là một tấm da thuộc không biết là da của dị thú nào, phía trên vẽ sơ sài một ít địa hình, trên đó ghi chú một ít văn tự. Đây là một bộ bản đồ giã sử tích lân không cảnh, niên đại cũng không biết đã bao lâu, cho nên sau khi đi vào có thể giúp các ngươi hay không, vẫn là ẩn số, các ngươi cầm lấy. Thạch phá không nói ra, Hàn Lập gật đầu nhẹ, nhìn một chút, sau đó liền cất vào trong ngực tam ca đây là cái gì thạch xuyên không đang cầm một vật như sợi dây truyền đeo cổ nghi ngờ hỏi hàn lập rời mắt nhìn qua chỉ thấy đó là một cái lồng màu đen điêu khắc tinh xảo bên trong còn điêu khắc một dị thú lân giáp bộ dáng dữ tợn hai móng đang cầm lấy lồng sắt có hình dạng gào rú người đeo thứ này trên cổ thời khắc nguy cấp chỉ cần dùng ngoại lực đập vỡ lồng bên ngoài là được không cần bất luận linh lực hay ma khí gì thúc giục có lẽ sẽ cứu các ngươi một lần thạch phá không trịnh trọng nói thạch xuyên không nghe vậy theo lời đeo sợi dây truyền lên trên cổ nhớ kỹ bên trong tích lân không cảnh thiên địa linh khí cùng ma khí đã bị cấm tuyệt không thể thi triển pháp thuật cho nên đồ vật chữ trong nhẫn chữ vật hay vòng tay chữ vật đều không mở ra được nếu muốn xài đồ vật thì sớm lấy ra bên ngoài mà mang trên thân sau khi đi vào khả năng có thể dựa vào hơn phần nửa cũng chỉ có thân thể huyết nhục các ngươi thạch phá không dặn dò nếu như tích lân không cảnh đã bị phong cấm, ngày sau chúng ta muốn trở về thì phải làm thế nào? Hàn lập nhíu mày hỏi, nguyên bản bên trong hắc thủy vực có một tòa truyền tống pháp trận đặc thù, có thể cách không hút người từ trong tích lân không cảnh ra, chẳng qua là đã không sử dụng hơn 10 vạn năm rồi, giờ muốn khởi động chỉ sợ phải tiêu phí một phen công phu. Bất quá các người không cần lo lắng, về sau ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Đây là hai ấn tín tiêu ký, là mấu chốt để truyền tống pháp trận xác định vị trí, nhất định phải bảo quản cho tốt. Dứt lời, thạch phá không lấy ra hai ngọc quyết giống như lá cây, đưa cho hai người. Tam ca, thứ này sử dụng như thế nào? Thạch xuyên không tiếp nhận ấn tín, cẩn thận đánh giá một lát, cũng không nhìn ra môn đạo gì trong đó. Lúc các người muốn trở lại, chỉ cần giọt một giọt tinh huyết lên đó, pháp trận bên này sẽ cảm ứng được, liền có thể nhiếp bọn người từ trong tích lân không cảnh ra. Về phần vị tử linh đạo hữu kia, chỉ cần lệ đạo hữu mang theo, liền có thể cùng được truyền tống ra theo. Thạch phá không nói như thế, tốt, chúng ta đều nhớ kỹ. Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ, nói ra. Mặt khác, nơi đây còn có hai quả huyết triều đan, có thể trong thời gian ngắn kích phát nhục thể chi lực của các ngươi. Về phần công hiệu mạnh hay yếu, phải xem khí lực hai người các ngươi như thế nào. Đương nhiên gì chứng cũng không nhỏ, sau khi hết dược lực, các ngươi sẽ rơi vào một đoạn thời gian suy yếu, thậm chí có thể xuất hiện tình huống toàn thân không thể nhúc nhích. Cho nên không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, không nên sử dụng. Thạch phá không lại dặn dò, Tam ca, ngươi không cần lo lắng quá mức, chúng ta cũng không phải tiểu quỷ mới ra đời, tự mình sẽ có chừng mực. Thạch Xuyên không cười nói, ngươi đừng chê ta dài dòng, dù sao chỗ kia đã phủ đầy bụi quá lâu rồi. Tốt rồi, muốn nói gì ta đều nói, tiếp theo phải xem chính các ngươi, bất luận thế nào, phải trở về bình an cho ta. Thạch phá không nhìn thật sâu vị thập tam đệ một cái, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của gã, nói ra. Yên tâm đi, Thạch Xuyên không cười ha ha một tiếng, nói ra. Ánh mắt Hàn Lập rơi vào trên thân hai người, khóe miệng cũng không khỏi hiện ra một vòng tiêu ý. Không bao lâu sau, Thạch Phá không liền rời đi trước một bước. Hai người Hàn Lập nghỉ sơ vài ngày để hồi phục, sau đó cũng rời khỏi Hắc Thủy Thành, thẳng đến khu vực Tích Lân Không Cảnh. Bên trong Hắc Thủy Vực, chính giữa một mảnh dãy núi màu xanh sẫm, bất ngờ phân bố từng mảnh cồn cát màu vàng nâu. Từ trên cao nhìn xuống dưới, cả vùng đất giống như sinh ra từng nốt ban. Hai người Hàn Lập bay lơ lửng tới treo ở trên không những nốt ban xấu xí này. Dù cách xa hơn trăm dặm, hắn vẫn có thể cảm nhận được phiến khu vực kia truyền đến từng trận chấn động không gian cổ quái. Hai mắt hắn ngưng lại, trong mắt lóe lên tử quang, liền thấy hư không phía trên chỗ đó, vậy mà bố trí một tầng cấm chế hình bán cầu gần như rõ ràng, như một miệng bát úp ngược cả vùng đất, bao phủ tất cả cồn cát địa vực vào trong. Thạch huynh, chỗ đó là cửa vào tích lân không cảnh A. Hàn lập hỏi, không sai, tựa hồ trước đây rất lâu, chỗ đó đã bị phụ hoàng hạ lệnh phong cấm cũng bị liệt vào cấm địa thạch xuyên không nói ra a à, là vì phòng ngừa người lưu vong trốn vào trong đó hàn lập hỏi cũng có thể như vậy bất quá khả năng lớn hơn là sợ người thánh vực trong lúc vô tình xâm nhập bị hút vào cồn cắt kia bị vây khốn trong tích lân không cảnh thạch xuyên không suy nghĩ một chút nói ra thì ra là thế hàn lập gật gật đầu nói ra đi thôi chúng ta trước đi vào cửa cấm chế đã thạch xuyên không nói ra Dứt lời, hai người liền phi độn xuống, rơi trước một tòa đại điện bên ngoài cồn cát. Tích lân là cấm địa, không được đến gần, mau rời đi. Một tu sĩ ma tộc trấn giữ ngoài điện thấy thế, lập tức đi lên ngăn cản. Hai người cho thấy thân phận, sau đó tu sĩ trấn giữ nơi đây là một gã kim tiên lập tức đi ra nghênh đón. Đó là một lão giả ma tộc dáng người thấp bé, trên mặt hiện đầy ma văn, vừa thấy thạch xuyên không liền lập tức cung kính thi lễ, nói. Tu sĩ trấn giữ cấm địa từ phúc, bái kiến thập tam hoàng tử điện hạ. chương 847, có vào không ra, từ lão không cần đa lễ, thạch xuyên không thấy vậy, nói, chẳng hay thập tam hoàng tử điện hạ hôm nay đến đây có chuyện gì. Từ phúc ngồi dậy, nghi ngờ nhìn hàn lập, hai người chúng ta đến đây vì có việc quan trọng, thạch xuyên không ho nhẹ một tiếng, đáp lại, đã như vậy, mời hai vị vào đại điện nói chuyện đi. Từ phúc vừa nói vừa làm tư thế mời, được, thạch xuyên không gật đầu, liếc nhìn hàn lập, rồi cùng đi vào đại điện. Trong đại điện, sau khi từ phúc biết hai người Hàn Lập muốn đi vào tích lân không cảnh liền cả kinh, sau đó không ngừng khuyên can. Thạch Xuyên không không biết từ chỗ nào kiếm được một phần thủ dụ của Thạch Phá không, nói dối hai người có nhiệm vụ khẩn cấp, phải tiến vào bí cảnh ngay lập tức. Thấp tam hoàng tử điện hạ, thứ cho thần nói thẳng, tích lân không cảnh phủ bụi đã rất nhiều năm, bây giờ không ai biết rõ tình huống bên trong. Kể cả truyền tống trận mà điện hạ vừa nhắc đến, cũng đã rất lâu rồi không có sử dụng. Từ phúc cao mày nói nếu chúng ta đã phụng mệnh của lạc hành công đến đây hắn ắt đã có sắp xếp không nhọc từ lão phải lo lắng thạch xuyên không khoát tay nói nếu tâm ý của điện hạ và vị tiền bối này đã quyết thần cũng không nói thêm nữa mời hai vị đi theo thần từ phúc nói xong liền dẫn hai người đi tới căn phòng phía sau đại điện ở đó có một cánh cửa thông đến một vùng gò cát đó là cửa ra vào của không gian cấm chế hai vị chỉ cần bước vào trong gò cát sẽ tự chìm vào bên trong đi tiếp là có thể đến tích lân không cảnh mong hai vị nhớ kỹ cửa vào này là một chiều chỉ có vào không ra sắc mặt từ phúc ngưng trọng đứng ngoài cửa vào nói làm phiền rồi hàn lập nói với lão hai tay từ phúc kết ấn trước mặt hiện ra một cái ấn vuông màu đen rơi vào hố lõm trên khung cửa lão quát nhẹ một tiếng khai lưu quang chợt lóe trên cánh cửa cấm chế mở ra chúc hoàng tử điện hạ cùng tiền bối thuận buồm xuôi gió bình an trở về từ phúc nhìn hai người nói mượn cắt ngôn của từ lão thạch xuyên không cười đáp dứt lời bọn họ liền bước vào cửa đi ra bên ngoài đại điện hai người chậm rãi đi đến bên bờ gò cát đầu tiên rồi dừng bước hàn lập quan sát gò cát không phát hiện gì thường gì cũng không cảm giác được không gian ba động nhìn qua không khác gì một gò cát bình thường bàn tay thạch xuyên không lật một cái một thanh trường đao màu đen hiện ra tiện tay gã liền dắt luôn ở thắt lưng nhìn thấy hàn lập đang nhìn mình gã cười giải thích, nếu bên trong không thể dùng được pháp bảo, có binh khí phòng thân vẫn tốt hơn tay không mà. Hàn Lập không nói gì, vung tay lên tạo ra một quang môn màu bạc, giải đạo nhân bước ra từ bên trong. Thạch Xuyên không đã nói bên trong không thể mở ra được nhẫn chữ vật, nhưng không nói động thiên chi bảo có thể mở được hay không, trong lòng Hàn Lập không yên, vì vậy hắn quyết định để giải đạo nhân đi ra. Thấy giải đạo nhân cũng dắt hai thanh chiến đao khác thường bên người, Thạch Xuyên không tưởng y cũng là đồng đạo với gã, gật đầu với y một cái. Hàn Lập do dự thêm một lát, vẫn không lấy thanh trúc phong vân kiếm ra, mà để hết pháp bảo chữ vật vào trong động thiên chi bảo. Trên tay chỉ còn lại chiếc nhẫn do thời gian chi hoàn hóa thành, đang đeo trên ngón áp út. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, ba người nhìn nhau, rồi cùng nhảy vào gò cát. Vốn gò cát đang bình thường, bỗng có ánh sáng bạc sáng lên, bao phủ quanh ba người, từ từ trầm xuống, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Quái lạ, bao nhiêu năm rồi không có ai hỏi đến, sao gần đây lại nhìn thân ảnh ba người biến mất, từ phúc trầm ngâm bên trong đại điện. Thôi bỏ đi, chuyện của những vương tử công hầu này, không đến lượt mình quan tâm, để họ tự xử lý. Một lúc lâu sau, lão lắc đầu, gỡ con dấu xuống, đóng lại cấm chế, xoay người chắp tay, vừa hát một tiếu khúc không tên, vừa chậm rãi đi về phía trước. Bên trong tích lân không cảnh, trên một hòn đảo hoang vu, bốn phía bụi mù. Một con cự tích đuôi dài màu xám đang đánh nhau với một con ốc sên khổng lồ màu đen ầm âm, âm thanh va chạm thật lớn, hai con cự thú đâm sầm vào nhau, lực trùng kích đánh bay cả hai ra hai hướng đối lập, bốn phía bụi mịt mù. Con cự tích đuôi dài ngã nhào trên mặt đất, còn ốc sên khổng lồ thì bị lật ngửa lên. Hai con cự thú lại một lần nữa ổn định thân hình, nhìn chằm chằm đối phương, chuẩn bị phát động đợt tấn công tiếp theo. Nhưng vào lúc này, ở khu đất giữa hai con dị thú bông có thanh âm vang lên, cát từ dưới đất phun lên như suối, ba người Hàn Lập hiện ra từ bên trong. Ba người Hàn Lập vừa ổn định thân hình, phủi sạch cát vàng bám trên người thì chợt cảm thấy trọng lực cường đại từ xung quanh ép đến. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị đè ép, chân tay cũng có cảm giác nặng nề, tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng nhiều lắm đến hoạt động. Nhưng linh lực vận chuyển trong cơ thể lại bị ngưng lại một cách bất thường. Hàn lập còn chưa kịp quan sát kỹ xung quanh, đột nhiên nhìn thấy đất xung quanh chấn động, hai con dị thú đại phát hung tính đang lao về phía bọn họ. Cẩn thận, hàn lập quát lớn, vừa nói, hắn vừa vung tay lên kết ấn quyết, nhưng không có gì xảy ra, không có bảo quang phát sáng, không có phi kiếm xuất hiện. Lúc này Hàn Lập chợt nhớ, bên trong tích lân không cảnh không thể vận dụng pháp bảo, pháp tác và linh vực. Hắn bước chậm tiến lên, huyền khiếu quanh thân tỏa sáng, đánh một quyền về phía cự tích đuôi dài. Bên kia, hai tay thạch xuyên không cầm hắc đao, dẫm chân nhảy lên, chém về phía con sen khổng lồ. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, một quyền của Hàn Lập đánh thẳng vào trán của cự tích, chán nó lõm xuống, một mảng lớn lân phiến màu xám cho vỡ nát, thân thể của nó bắn ra phía sau, lăn lộn trên mặt đất. Về phần Hàn Lập cũng bị dư lực phản chấn lùi về phía sau mấy bước mới ổn định được thân hình. Trong lòng hắn kinh ngạc, đầu cửa tích này so với những con trong tiên vực cũng không có điểm gì quá khác nhau, chỉ có lân phiến trên người màu xám trắng, thế nhưng nó lại có được lực lượng cường đại hơn hẳn những con cửa tích khác. Nếu chỉ là cửa tích bình thường, Hàn Lập chỉ cần dùng lực lượng bản thân cũng có thể dùng một quyền đánh vỡ đầu nó, không cần phải vận dụng đến đại chu thiên tinh nguyên công. Mặc dù vừa nãy hắn không dùng toàn lực, nhưng không ngờ chỉ có thể đánh vỡ một khối lân phiến trên người con cự tích này. Bên kia, một thanh âm sắc bén vang lên, keng, thạch xuyên không cầm trường đao chém thẳng vào đầu con ốc sen khổng lồ. Lưỡi đao chạy dọc một đường từ trên xuống dưới, kéo theo liên tiếp những tia lửa đỏ, bắn ra chói mắt nhưng cũng chỉ lưu lại trên đó một vết hằn, chứ không thể chém rách được lân giáp của nó. Trước đây nghe Tam Ca nói sinh vật ở trong này có điểm khác so với ngoại giới, bây giờ xem ra đâu chỉ là có khác rõ ràng là không phải cùng một loại thạch xuyên không đáp xuống đất rồi nói trọng lực ở đây vượt xa thánh vực ít nhất là gấp đôi những con dị thú này sinh ra đã phải chống đỡ trọng lực này vì vậy ra phải cùng khí lực của chúng rất kiên cố và cường đại không thể lấy sự vật ở ngoại giới để đánh giá ánh mắt hàn lập chăm chú nhìn con cự tích đã xoay mình lại nói vừa dứt lời con cự tích kia đã lao như điên về phía hắn hai tay hàn lập nắm chặt chân đạp đất phóng thẳng về phía trước. Mỗi lần chân hắn đạp xuống, cả vùng đất chấn động không dứt, khi thế không thua gì con cự tích kia. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, mỗi lần hắn đạp đất, khoảng cách của hai bên thu nhỏ lại rất nhanh. Sắp đến gần, Hàn Lập đạp mạnh, thân hình bay lên, như một thanh trường mâu bay về phía cự tích. Thời điểm hai bên sắp va chạm, bàn tay đang nắm chặt của Hàn Lập lại mở ra, hóa quyền thành trường, cắm thẳng vào đầu cự tích. Trên trường đó, hai ngón tay có hoa chi động thiên tỏa sáng như ngọc, chọc thẳng vào phần lân phiến trên đầu cự tích. Phốc, máu tươi màu vàng sẫm bắn ra xung quanh, bàn tay Hàn Lập đâm thủng đầu của cự tích, theo quán tính cả cánh tay đâm sâu vào bên trong. Con cự tích giống lên một tiếng khàn đục, cả cái đầu gục xuống dưới đất. Người thấy mùi máu tươi nồng nặc, Hàn Lập đang định rút cánh tay về thì đột nhiên nhíu mày lại, tay hắn hình như chạm vào một vật gì đó. Hắn lục lọi một lát, sau khi rút tay ra, một khối thịt lớn chừng bàn tay cũng được cầm ra theo, bên trong khối thịt có một viên tinh hạch màu vàng sẫm lớn chừng quả nhãn có vẻ là tinh hạch của con cự tích này phía bên kia tranh thủ lúc thạch xuyên không dùng đao chế trụ con ốc sên giải đạo nhân tranh thủ cơ hội phóng đến trước miệng con dị thú sử dụng hai thanh trường đao chảm đình và đoạn tiêu tấn công từ trong miệng nó ra ngoài hàn lập lao tới lấy một thanh đao của giải đạo nhân tìm được một khe hở trong đám lân phiến trên đầu con sên đâm mũi đao vào cậy một cái đánh bay một khối lân phiến ra lân phiến trên đầu con sen ít hơn so với cự tích, liên tục cậy được ba miếng lân phiến. Hàn lập dùng đao chém thẳng vào phần thịt lộ ra, hắn lại lấy được thêm một viên thú hạch. mươi 848, đường dài đằng đẵng Lệ huynh, người lấy thú hạch này để làm gì vậy? Vật này không thể luyện hóa thành linh lực được, lại không có giá trị luyện khí gì. Thạch xuyên không thấy vậy, có chút nghi ngờ hỏi. Trước tiên ngươi nhìn đi rồi hãy nói. Hàn lập cười cười, rồi quăng thú thạch cho thạch xuyên không, nói ra thạch xuyên không tiếp nó vào trong tay mình quan sát cẩn thận trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn thật không ngờ trong thú thạch này lại ẩn chứa khí tức huyết nhục mạnh mẽ như vậy nếu người bình thường ăn vào sẽ có khả năng tăng cường lực lượng thân thể của mình thạch xuyên không mở miệng nói ra đúng vậy mặc dù mảnh thiên địa này ngăn cấm hoàn toàn linh khí ma khí nhưng cuối cùng bản thân nó cũng vẫn có pháp tắc thiên địa của riêng mình hàn lập chỉ một cái nói ra bởi vì hoàn cảnh như thế này mới có thể làm những dị thú kia có thân thể mạnh mẽ như vậy thạch xuyên không ngẫm nghĩ nói ra những di dân kia sống ở đây cũng đã trải qua nhiều năm thích ứng chắc chắn sẽ biết tác dụng của những thú hạch này hay là chúng ta thu lấy các thú hạch này lại xem như là một loại tài nguyên tu luyện thân thể chúng ta mới tới đây lần đầu nếu đã thấy nó thì thuận tay thu lấy một ít cũng được có lẽ sau này còn cần đến nó cũng không chừng a hàn lập nói ra vẫn là lệ huynh nghĩ chu toàn thế nhưng dù sao nơi này cũng đã hoang phế từ lâu cũng không biết những người bị trục xuất vào đây đã lâu như vậy hiện giờ có bộ dáng gì nữa thạch xuyên không gật đầu nói ra so với tiên vực các tộc ở thánh vực càng có thiên phú tu luyện thân thể vốn tôn sùng con đường tu luyện thân thể những kẻ bị lưu đày ở đây một thân tu vi không cách nào vận dụng mà muốn sống sót nơi này chắc chắn bọn hắn sẽ chuyên tâm tu luyện thân thể hàn lập nói ra suy nghĩ của mình dứt lời chợt trong lòng của hắn khẽ động hai mắt sáng lên hắn liền thả lực lượng thần thức ra bốn phương tám hướng. Hắn thử vận dùng lực lượng thần thức, thì phát hiện, tuy lực lượng thần thức của mình ở nơi này vẫn còn có thể sử dụng được, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình trong thiên địa áp chế, khiến cho phạm vi thần thức của hắn bị thu nhỏ lại khoảng chừng trăm dặm. Kiểm tra chốt lát, bỗng nhiên hắn đưa tay vào trong ngực mình, rồi lấy ra một tấm da thú được gấp lại. Ngay khi hắn mở nó ra, thì bên trong đó hiện ra một tấm địa đồ. Thạch Xuyên không cùng giải đạo nhân thấy vậy, cũng súng lại, bắt đầu dò xét. Vừa rồi ta vận dụng lực lượng thần thức dò xét khắp nơi, rồi so sánh với tấm địa đồ này, dường như chúng ta đang ở trong khu vực này. Hàn Lập chỉ chỉ vào rìa của một vùng quần đảo phân bố giải rác, nói ra. Hôi lân quần đảo, xem ra chúng ta đang ở nơi khá xa giải đạo nhân nói một câu. Lúc này, đột nhiên trong lòng giải đạo nhân vang lên tiếng của Hàn Lập, sao rồi, giải đạo hữu ở trong tích lân không cảnh này đã nhớ được cái gì chưa? Trong lòng ta đã mơ hồ cảm ứng một chút gì đó, chỉ là không biết có phải do nguyên nhân xa quá hay không, mà cảm ứng này vô cùng mơ hồ, cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Giải đạo nhân truyền âm trả lời, vậy xem ra, khả năng nơi này có liên quan tới ký ức mà ngươi đã mất. Vậy ngươi có thể cảm ứng được phương hướng hay không? Hàn lập truyền âm hỏi, căn cứ theo tấm địa đồ này, có lẽ phương hướng mà tấm địa đồ chỉ ra là khu vùng đất trung tâm, nhưng cụ thể như thế nào, bây giờ còn chưa thể nào xác định được. Giải đạo nhân nghĩ một chút, liền trả lời. Trước mắt tử linh đang ở đâu, chúng ta còn chưa biết, trước hết hãy coi đây là hướng đi đã. Nếu những di dân kia còn sống đến bây giờ, chắc chắn sẽ tập trung ở vùng đất trung tâm. Hàn lập truyền âm nói, lệ đạo hiếu, cả thiên địa này cấm hoàn toàn linh khí, tuy là trong thể nội ta có tiên nguyên thạch làm động lực, nhưng cũng chỉ có thể giống như các ngươi, thi triển vài đòn công kích bình thường, còn một thân lôi pháp thì lại không thi triển được nửa phần. Một khi tiên linh lực trong tiên nguyên thạch hao hết, đến lúc đó ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Bỗng nhiên giải đạo nhân mở miệng nói ra, quả nhiên đúng như ta dự đoán, ngay cả ngươi cũng bị quy tắc áp chế của thiên địa này. Cho dù xảy ra tình huống nào, ngươi hãy tận lực không tham dự giao chiến, để tránh tiêu hao tiên linh lực. Tuy là ta không cách nào sử dụng được nhẫn chữ vật, nhưng trên người của ta cũng có mang vài viên trung phẩm tiên nguyên thạch. Hàn Lập nói ra, cũng chỉ có thể như vậy, có những tiên nguyên thạch này, cũng đã đủ cho ta trèo chống một đoạn thời gian, Giải đạo nhân gật đầu nói, chú ý, có thứ gì đó đang tới. Đúng lúc đó, sắc mặt Hàn Lập chợt hơi đổi, mở miệng quát. Giải đạo nhân cùng Thạch Xuyên không nghe vậy, sắc mặt đều căng thẳng. Sàn sạt, rất nhanh liền có một hồi âm thanh huyên náo từ đằng xa truyền tới. Ba người bọn hắn đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy trên mặt đất từ phía xa, chẳng biết lúc nào đã nổi lên một tia sáng trắng, từng chút từng chút tiến tới gần bọn hắn. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thì đường chỉ màu trắng kia dần dần rộng ra, bắt đầu bao trùm cả mặt đất. Đây là thứ quỷ gì, sao mà nhiều như vậy? Thạch Xuyên không lẩm bẩm một tiếng nói. Hàn Lập không nói gì, ngưng thần nhìn tới, liền phát hiện trên đường chỉ kia, không ngờ là từng con cua màu trắng lớn chừng nắm đấm, chen chúc chi chít cùng một chỗ, tranh nhau chen lấn bỏ về phía thi thể con cự tích kia. Nếu mà từ những con cua này, lấy ra một con, thì bản thân của nó rất xinh xắn nhỏ nhắn, bộ dáng làm cho người ta ưa thích, nhưng khi hàng ngàn vạn con này tụ tập một chỗ với nhau, thì thực sự tình cảnh này lại làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy đàn cua đông đúc leo lên người con cự tích, rất nhanh giống như một tấm thảm màu trắng, bao phủ cả con cự tích lại. Trong đó có vài con cua, thuận theo lỗ thủng trên đầu con cự tích, rồi giết chui vào trong cơ thể của nó.